và mưa giông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Quần áo biết size 60 đến 100 kg. Alo máy chị, chờ em chút. Sáng giờ tắt mạng hèn chi. Giờ về cái nó làm một cái tràn lên luôn. Giống quỷ ghê. Alo máy chị nha. Bấm nút chia sẻ giùm cho em nha máy chị nha. Xin mỗi chị một nút chia sẻ. Mới nhận được hàng tức thì hả chị Linh? Alo chị Cánh Hồng. Đang chỉnh máy mấy chị ơi. Đang chỉnh hai máy. À. Lâu lâu mặc được đồ đàng hoàng được ngày. Nói chung là chui vô cái động này để hôm nay sale những cái bộ trong này. Để hôm nay sale những cái bộ mà chán ghê. Máy toàn mua máy mới mà lai màu nó không đẹp. À hôm nay giỗ tổ Hùng Vương, hèn chị Vũ Điện nó nghỉ. Hello mấy chị nha. Trời ơi, công nhận chị Minh vẫn ngồi ở đâu bắt canh hay thiệt chứ. Chị ngồi ở đâu mà em mới vừa bật like lên cái có chị liền chị. Có gì mặc được không? Mày chỉ có quấn xà rong thôi Linh à. Thiệt. Mày chỉ có quấn xà rong thôi. Hôm nay em vẫn lên hàng sale cho mấy chị nha. Hôm nay em vẫn lên hàng sale. Ha, sale rin, sale đồ, nói chung có gì em sale ráo hết luôn. Có gì sale ráo hết nha mấy chị nha. Đôi lúc trên đường đời tấp nập, em bỗng lập được cục cứt khô là cái số phận của tôi. Hôm nay có trong nhà món gì là tôi sale hết. Tôi sale từ trái sang phải, tôi sale từ trên xuống dưới, tôi sale. Bé bé kéo cái bàn của ông nội vô, bỏ cái máy, bỏ cái cây này lên này. Ngồi nhà hả chị, bữa nay giỗ tổ Hùng Vương. Ông nói rồi, ông nói năm nay giỗ tổ của ta, ta không muốn năm sau các người chung ngày giỗ của ta, cho nên đừng đi giỗ tổ Hùng Vương. Hen, thông báo hết rồi đó. Bỏ xuống đó rồi bỏ cái cây đen lên con. Thông báo hết rồi nha mấy chị nha, trời ơi. Thông báo rộng rãi. Hello chị Trang. Hello chị. Thông báo rộng rãi hết tất cả quý vị và quan viên hai họ nha. Hùng Vương nói rồi ha. Năm nay á là giỗ tổ Hùng Vương. Hùng Vương không muốn năm sau là giỗ của mấy người trùng với giỗ của tôi. Chị bữa nay đơn hàng 360 tặng son. Mà không mua tặng em đâu. Không tặng là sót á gái à. Không tặng là bữa đó chắc bé lùng nó sót á nghe. Cái lùng sót á mấy chị. Có nhiêu chơi nhiêu. Ừ vậy đi, có nhiêu chơi nhiêu. Giờ rồi lên tiếp tục nè. Đồ của tôi. Em ơi có bao nhiêu. Có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Để trẻ nè. Rồi bữa nay có gì mình chơi hết ráo đó đi mấy chị. Có gì mình chơi hết ráo đi. Ủa sao được đồ tôi không mà trời. Có gì chơi hết ráo nha. Gì đây? Đây là một cái bộ ống rộng mà em thường hay mặc. Đây bộ này dưới 72-73 kg. Dạ bộ này 240. Bây giờ sale còn 120. Bộ ống rộng bi, bộ này vải rất là đẹp ha. Có sale
Có siêu khủng khung giữa không chế là sao? Rồi bây giờ mấy chị nè, giờ em lên đồ nha. Đây là cái bộ bi. Bộ này 240 sale cho mấy chị còn 120, nhưng mà bộ này dưới 70 72 kg. Bộ này dưới 70 72 kg bộ bi nè. Chị nào chốt bộ bi đen chốt lên giùm em. Bộ này dưới 70 72 kg, bộ này vải đẹp lắm. 240 sale còn 120 bộ bi. Chế đẹp nào hốt bộ bi chốt lên giùm cho em. Bộ bi 120.000. 120.000 bộ bi nha. Và bộ bi 120.000. Lụm được cái gì sale maximum hết đi mấy chị. Đừng có để hàng nữa, để hàng ở nhà nhiều quá nhìn nhức đầu lắm. Cho nên mấy chị bấm nút chia sẻ giùm em nhiều nhiều lên nha. Chị Trang Nguyễn lấy bi nè. Hiếu Cà Mau con ơi. Hiếu Cà Mau có dấu 120.000. Hiếu Cà Mau có dấu. Chị ơi, ở nhà coi livestream em đừng có đi tối đi lui với chị. Đi tối đi lui công an nó bắt chị rồi, không biết ai nuôi cơm nữa. Đây là một cái bộ mà coi như là làm mưa làm gió trên mạng rất là nhiều nè. Cái bộ này làm mưa làm gió trên mạng rất là nhiều. Bộ bi khách lấy rồi. Để em coi cái chị này có lấy cái bộ này không. Bé ơi, cái bộ này khách lấy rồi nè. Để ngay chỗ cái ghế chứ gì vậy. Quăng ra bên hông à. Bộ bi khách lấy rồi chị. Bộ bi khách lấy rồi nha. À, phát xong hết sáng nay rồi em. Bộ bi khách lấy rồi nha chị Tú Anh. Bộ bi khách lấy rồi nha chị Bằng Lăng ơi. Khách lấy rồi chế ơi. Rồi lên tiếp nè. Lên tiếp bộ sọc. Bộ sọc này là 90-100 kg. Rồi bộ này là 240 ngàn. Bây giờ sale cho mấy chị còn 140 ngàn. Bộ sọc 90-100 kg. Chị nào chốt bộ sọc 90-100 kg chốt lên giùm em. Bộ sọc 90-100 kg. Bộ này là hơi bị đẹp mấy chị ơi. Đó. Chị em thích quần mà chị có. Quần có 90 kg, nhưng mà quần chị mặc là hết mẫu rồi. Bộ sọc này nè 90-100 kg. Kèm với lại quần chín tấc. Rồi 240 sale còn 140 luôn. Sale cho nó hết hàng và làm ơn đừng bơm hàng cho tôi giùm cái đi mấy chị. Đang buôn bán cực kỳ khó khăn, tôi còn bao nhiêu là cái công việc nữa ha. Làm ơn. Quần đẹp thế chế. Dạ đúng rồi chị. Quần này coi như là chị biết sao không. Quần này là coi như là em vô tới vô lui không ai mặc, cuối cùng em để dành em mặc hả chị. Chứ cũng đẹp gì lắm đâu. Rồi bộ sọc 90-100 kg. Chị nào chốt bộ sọc này sale cho mấy chị còn 140.000 bộ sọc. Hello Linh Hồi. Bộ sọc 140.000, 90-100 kg. 90-100 kg mấy má ơi. Sọc của chị Hoa Xương Rồng 140 nè. Bộ sọc hết size 80 kg rồi chị Thủy Tiên. Rà tranh thủ mua nè. Rồi bộ bi. Để có thử bộ bi này có phải. Bộ bi size L đó. Rồi bộ bi chốt cho chị Tú Anh bé ơi. Tú Anh sát bên tường gì có dựng cái bill của cô Tú Anh nè. Rồi Tú Anh bộ bi 120. Quần giống chị hết rồi trời ơi. Tới khi tôi đưa lên tôi sale họ tôi năn nỉ mua. Không ai mua luôn. Nè Tú Anh bên tường nè. 120.000 của bộ bi của Tú Anh á. Dạ hết quần này rồi. Tự nhiên cái ngồi mang cái đôi giày vô chi cho nó đau chân. Nghĩ giống như con khùng quá trời. Càng ngày tôi càng đứt dây. Tôi không biết tôi đứt dây gì sao tôi đứt dây luôn á. Rồi tiếp tục. Đây là một cái đầm size 90-100 kg. Khách lấy rồi thun thun. Đầm này 90-100 kg. Ví dụ em đưa một cái bộ đồ lên em kêu 90-100 kg vừa là nó sẽ 90-100 kg vừa. Cho nên mấy chị đừng có hỏi tới hỏi lui giùm cho em nha. Có nghĩa là em đưa bộ đồ lên em là nói là 90-100 kg vừa là nó y như vậy á. Có đang sale là Thủy Tiên ngồi chơi với em đi. Cái đầm này 90-100 kg vừa. Tôi nói rồi, hàng bình thường bên em trao đổi, còn hàng sale bên em không trao đổi trả nha. Rồi đầm này 90-100, 92-100 kg. Rồi với cái đầm này là mấy chị trúng mánh á. 280 sale còn 180.000. Đầm này để dành đi đám cưới nha. 180.000 ha. Dạ cảm ơn chị Hà nha. Em mặc cái quần què gì nó cũng nhìn cũng đỡ hết á chị. Tại làm biếng ra đường lắm. Làm biếng mặc đồ ra đường, làm biếng mặc áo đúng ra đường vậy á. Rồi lên tiếp tục nè. Hôm nay em sale hết mà bằng mọi giá em phải sale hết. Đầm trắng đen đi đám cưới 92-100 kg.
sale cho mấy chị còn 170 ngàn đi. 170 ngàn. Còn một cái áo dây đen 50 ngàn, dưới 80 kg vừa áo dây đen. Chị nào chốt áo dây đen 50 ngàn, chốt lên giùm em áo dây đen 50 ngàn ha. Chảnh à. Kệ lâu lâu mày hơi cho con lên chút. Mó vừa lên mày vô mày dập một cái đù mà tắt nấn luôn á mẹ. Mẹ có thể ngồi im giùm cho con thể hiện chút được không? Được không quỷ? Đang lên nè em. Rồi đầm 90 tới 100, 92 tới 100 kg chốt còn hai cái nha. Minh Hò Vương áo dây 50 ngàn của Minh Hò Vương nè. Áo dây 50 ngàn của Minh Hò Vương. Áo này là của em. Trời ơi cái bộ này nè mấy chị, cái bộ này nè. Cái bộ này là tôi mặc là coi như ông bảy ông ghiền tôi từ đầu tới chân luôn. Ha? Đừng có hỏi cái gì ở sau lưng mà em chưa like á. Cái bộ đây là size 90 kg nè. Mấy chị coi giùm em cái bộ Chanel. Riêng bộ nào chứ riêng bộ Chanel này em không sale 1 ngàn nào. Nha đây. Đây là mấy chị, bộ Chanel quần váy, bộ này 90 kg. Chị nào 90 kg hốt cái bộ Chanel quần váy này, bộ này 240 em không sale. Em không sale bộ này nha mấy chị nha, không sale bộ này. Chị xem, dạ cái gì em chưa like chị đừng hỏi chị. Cái gì em like rồi chị hãy hỏi, cái gì em chưa like chị đừng hỏi. Rồi bộ Chanel 90 kg. Chị nào chốt bộ Chanel 90 kg chốt lên giùm em nha. 240 ngàn. 240 ngàn bộ Chanel. Rau bán cái đầm này nè. Bán cái đầm 50 ngàn cho bỏ ghét. Bán cái đầm 90 kg 50 ngàn. Coi giùm tôi cái mấy má. Đầm 280 mà giờ bán 50 ngàn nè mấy má. Đầm caro. Rồi 50 ngàn đầm này 90 kg. Comment lên giùm em đầm 50 ngàn 90 kg. 90 kg giùm em nha mấy chị nha. 90 kg giùm em. Hôm nay em có gì em chơi hết mà. Bà hay liếc máy nào vậy Yên? Đầm 50 ngàn mày mặc rộng nha. Áo dây khách lấy nãy giờ rồi. À, áo dây khách lấy nãy giờ rồi à gái. Bà hay liếc máy nào? Tao là liếc trai thôi, cho tao liếc máy làm gì? Tao liếc trai thôi. Chứ không có liếc máy. Liếc máy làm gì? Đầm này mày nghĩ sao mày mặc vậy? 80 tới 90 kg mày mặc vừa không? 82 tới 90 mày mới có 80 kg à. Mày ráng ăn lên thêm đi. Rồi lên tiếp nha, chị chừa bộ. Bộ bill sọt 120. Em cũng nhớ nếu bill còn ngoài kia là nó sẽ còn nha chị. Nếu bill ở ngoài kia còn là nó sẽ còn ha. Rồi tiếp tục nè mấy chị. Đây là một cái đầm 90 kg đầm bẹt vai rồi bán luôn cho mấy chị. 50 ngàn của Ngọc Thúy. Ngọc Thúy mua thêm nha. 50 ngàn 90 kg của Ngọc Thúy nè. Ngọc Thúy inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại mua thêm. Mua thêm chứ không mua thêm là bill xả đó. Ha à, Ngọc Thúy. Rồi. Ngọc Thúy. Ngọc Thúy có dấu, Ngọc Thúy inbox giùm cho địa chỉ số điện thoại liền nha. Đây áo chị đang mặc bao nhiêu tiền hết lâu rồi chị Hồng Đỗ ơi. Đây là một cái đầm 90 tới 95 kg mấy chị coi giùm em cái đầm bẹt vai nè. Đầm bẹt vai nè. Rồi đầm này đầm sọc này bây giờ bán luôn cho mấy chị 90 ngàn, 280 bán luôn 90 ngàn. Có một cái dây cục bụng chị nào mà 90 tới 95 kg mặc cái đầm này cưng lắm. Sale luôn 90 ngàn cho hết hàng đầm 90, 95 kg. Đầm sọc 90, 95 kg sale luôn nha mấy chị nha, sale luôn. Rồi đây là một cái áo phông dài dưới 75, 78 kg đây. Cái áo này là 250, 270 em không nhớ. Bây giờ sale cho mấy chị còn 130 ngàn. Áo này là hàng Quảng Châu dưới 80 kg bao vừa. Một là mặc thành đầm phơm ngắn trên đầu gối. Hai là áo phơm dài ở trước nên là vật sát đính đá. Rồi bán cho mấy chị 130 đi. 130 áo thun. Chị mặc cho quen đi chị. Mình mặc mà mình mặc có cứng nhắc quá đâm ra là nó sẽ bị dùng từ sao ta. Nó sẽ bị nó khựng á chị, nó khựng. Đấy em ít khi nào chị thấy em mặc đồ có tay lắm. Thật sự luôn. Đầm bẹt vai của Thiên Trang Trinh. Rồi 90 ngàn của Thiên Trang Trinh. Thiên Trang ghi dính rồi tới chữ Trinh. Inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Thiên Trang Trinh không có dấu con. Thiên Trang Trinh không có dấu. Thiên Trang ghi dính rồi tới chữ Trinh. Rồi kiểm tra nè. Áo thun của chị Hồng Mộc nè. 130 ngàn của Hồng Mộc. Chờ một chút nha mấy chị. Em kiểm tra hay. Thiên Trang Trinh 90 ngàn. Đây nè. Cái chị gì mới chốt cái đầm sale 50 ngàn. Một phút nữa không có địa chỉ kèm số điện thoại. Em xả bill nha. Một phút nữa không có địa chỉ kèm số điện thoại em xả bill. Em xả là xả cái direct luôn á chứ không có chờ đợi ai đâu mấy chị. Không hề chờ đợi ai đâu nha.
Xả là xả lại cái đờ rét cái đầm 50 ngàn luôn á. Hiên Trang trên inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại chị em kiểm tra liền nha. Rồi cái này 130 ngàn của Hồng Mập hàng Quảng Châu nè, hàng Quảng Châu. Rồi còn một ít đầm hoa, còn một ít đầm hoa 250, sale còn 120 luôn nè. Tranh thủ chốt đầm này nè. Thứ nhất có tay, thứ hai vải rất là mịn nha. Đầm này bảy dưới 75 kg, đầm size L nhưng mà đầm này dưới 75 kg. Mấy chị coi nè, đầm này chị Đặng Hồng Hạnh chị mặc cái đầm này cực kỳ đẹp ha. À, rồi 120 ngàn đầm dưới 75 kg, đầm hoa vải cực kỳ mịn và im. Đầm này chị Thủy Tâm mặc, à, chị Hiếu Cà Mau mặc được nè ha. À, đầm này chị Hiếu Cà Mau mặc được. Em kiểm tra địa chỉ số điện thoại của hai chị nha. Hai chị ơi, đồ má thiệt, chưa chốt cái đầm 50 ngàn mà xin muốn loài le luôn. Ngọc Thúy một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xã Biêu nha. Xã Biêu em không nè, cọc Ngọc Thúy có rồi nè. Lên địa chỉ kèm số điện thoại với lại mua thêm nha. Biêu trên 100 chị mới gửi, Biêu dưới 100 chị xã nha Thúy. Rồi lên tiếp nha mấy chị, quần đang mặc hết rồi Ren ơi. Quần trời ơi, quần đang mặc cái đủ mấy cái lúc của họ năn nỉ mua không ai mua hết. Tối ế quá để dành mặc. Đây là một cái đầm sơ mi. Em nghĩ mấy chị nên mặc thành cái form áo sơ mi nó đẹp hơn. Tại vì nó là lưới nha mấy chị, nó là lưới. Cái này chị nào dưới 85 dưới 90 kg cũng vừa, cái áo sơ mi này mấy chị mặc ở trong cái sọt ở trên một cái áo dây đen cực kỳ đẹp ha. Rồi comment giùm em áo này hay. Áo beo lưới 250 sale cho mấy chị còn 120 áo beo lưới, 120 ngàn áo beo lưới nha. Chị nào chốt chốt dùm cho em ha. Chị nào chốt áo thun lưới chốt lên dùm cho em. Cái Xuân Trang Trinh với lại cái beo gì của Thúy Thúy gì đó, ghi là Facebook Ý Yên hay con, để cho biết làm bé hai cái beo mới vừa rồi. Sơ mi của chị Trang Anh 120 ngàn. Chị Trang Anh Hà Nội 120 ngàn lột quần ra bán đi, ai cũng hỏi. Nó còn một hai cái mà giờ không biết nó nằm ở đâu luôn á, thiệt luôn. Rồi đầm hoa, các chị nào chốt đầm hoa nữa không? Các chị nào chốt đầm hoa nữa không? Đầm hoa em có size 75 kg nha. Đầm hoa em có size 75 kg. Đầm hoa em có size 100 kg. Và em còn hai cái đầm bẹt vai nữa nè, không biết size nhiêu ký. Rồi các chị nào muốn mua đầm bẹt vai sọc này nữa không? Em nói số ký bao nhiêu là mấy chị lưu ý giùm em cái nha. Em nói số ký bao nhiêu là ấy, còn một set nữa đây. Set này size nhiêu đây chưa biết. Đây. Set này là size 90 kg, áo beo lưới khách lấy rồi. Set này là size 90 kg, coi giùm em set chân váy nha. Set chân váy với lại áo dây rất là đẹp. Rồi, set này sale 240 sale cho mấy chị còn 120 ngàn. Nhưng mà vẫn là 90 kg. Vẫn 90 kg giùm em nha, comment giùm em set sọc 120. Có nghĩa là size này là từ 83, 84 tới 90, 91, 92 kg vừa. Comment giùm em set sọc 120 ngàn, set sọc 120 ngàn, set sọc. Chị nào chốt set sọc chốt lên giùm cho em set sọc nha mấy chị nha. Set sọc, set sọc, sọc set, sọc set, set sọc, sọc set, set sọc, set sọc, sọc set. Đây còn một cái đầm này size nhiêu ký? Còn một cái đầm này size 100 kg, đầm bẹt vai nè. Chế nào 100 kg thì hốt cái này. Chế nào 100 kg thì cứ hốt nha. Đồ má cái quần này không mặc á thì tôi nói đưa lên đưa xuống bán like hoài, bán không hết. Mà tới khi mặc á thì bà nào cũng hỏi, ờ vậy á, một mình nó éo le thiệt. Xếp sọc này Minh Hồi Dương bà nội ơi, bà có 82 kg mà tôi kêu từ 82, 83 tới 92 kg. Rồi que ra ngoài đó đù mẹ nó thiệt. Rồi cái bắt đầu rộng tuột vú ha, là chửi quỷ, thứ quỷ gì á. Hiên Trang Trinh nè, Facebook Ý Hiên 120 ngàn. Thứ quỷ gì á Minh Hồi Dương à. Dạ mẹ ơi, nghe bằng cái lỗ tai giùm con, đừng nghe cái lỗ đít giùm con cái. Mẹ Minh Hồi Dương à, tàu tôi, tàu tôi mà cũng tàu bà, xếp táo xếp lui. Cho mấy quỷ bưu điện làm như mẹ nuôi bưu điện hay sao á trời. Kêu 92, 93 tới 9, kêu 82, 83 tới 92, 93 ký vô cũng chốt. Mẹ bị rận thiệt á chứ. Mua hàng cũng bị chữ nữa chứ không phải vừa đâu. Ừ, mua hàng mà cũng bị chữ chứ không phải mua hàng không bị chữ đâu nha bà nội. Thế sọc khách lấy rồi Nguyễn Hương cô nương ơi. Khách lấy rồi lên tiếp sọc thứ hai nha. Em lên tiếp cái sọt thứ hai. Rồi lên tiếp nè mấy chị.
Đây là một cái bộ 90 kg. Bộ này còn đúng một bộ nhưng mà em sale nhẹ cho mấy chị 240 còn 180. Bộ này 90 kg nè, bộ này kèm với quần chín tấc. Mai mốt người ta mặc đi người ta thấy đẹp, người ta mua vậy mai mốt người ta mặc đi, mày biết đồ tao giờ coi như là không có chỗ để luôn á. Bộ này 90 kg nè, bộ này đẹp lắm. Rồi, bộ này 90 kg ha. Rồi bây giờ sale cho mấy chị còn 180 còn đúng một bộ 90 kg. Mua đi chị ơi, cái lùng nó ngầu tàu lắm mấy chị. Mua giùm em cái mấy chị, cái lùng ngầu đứt ruột luôn á. Bán ế á mấy chị à. Rồi qua mẫu nha. Qua mẫu mới đẹp ơi. Em mang cho anh một đó quần. Chưa chưa lên đầm đâu, đang lên tùm lum hết á. Đụng gì lên nấy chưa lên được. Đây là một cái đầm dưới 85 kg. Đầm này là 280 ngàn nha. Đầm này 280 85 kg. Chị nào mà từ 80 tới 85, 86 kg là lấy được cái đầm này. 280 sale còn 140 đầm kem. 280 sale còn 140 đầm kem. Ok. Ok. 280 sale một còn 140 cái đầm kem. Đôi này size 39 nè. Đôi xăng đan si mới 100% này 39, vải dây da đã lắm mấy chị à. Không mới 99,9% nha. Rồi đôi này. Trời ơi đôi này mới toang luôn mấy chị nhưng mà cái da nó mềm lắm. Xăng đan. Xăng đan này size 39, 201.000 xăng đan. Chị nào chưa chốt xăng đan chốt lên giùm em xăng đan nha. Xăng đan 201.000. 201 ngàn xăng đan mấy chị yêu ơi. Mấy chị yêu xăng đan. Coi thử cái quần gì đây. Đây là hình như một cái quần ống rộng hay sao mấy chị, đội nón dúng con đi ra. Rồi quần ống rộng. Để coi thử cái quần gì, mở quần là coi vậy mấy chị. Má đừng nói sáng tôi đi phát từ thiện như chiều nay tôi bị nhiễm corona nha mấy chị. Quần này dưới 73, 74, 75 kg. Quần ống rộng, quần ống suông chứ không phải quần ống rộng. Quần này là màu lông chuột. Chị nào dưới 75 kg chốt quần này. Quần này 250 sale cho mấy chị còn 130 ngàn. 130 ngàn quần lông chuột. Chị nào chốt lông chuột chốt giùm em lông chuột. Yên mặc rin mấy vậy chị? Chị Yên mặc, em mặc 36 á chị. Em mặc 36 nhưng mà hết quần rin này rồi. Hết quần rin này rồi chị ơi, khổ lắm. Còn cái quần rin ế để lại mặc mà ai cũng hỏi hết chị. Và lúc bán trời ơi Yên là chơi bộ gấu nha. À còn nhớ rồi, nhớ rồi. Rau chị nào chốt chốt giùm em nha. Chị nào chốt chốt giùm em với. Quần của chị chua ca nè. Chua ca 130 ngàn quần. Chua ca. Chua ca còn bill nha. Đây là một cái đầm size dưới 73, 74 kg. Đây là một cái đầm. Ủa lộn, xin lỗi không hả. Chết mẹ mấy chị sướng rồi. Mấy chị quá trời sướng rồi. Coi giùm tôi một cái đi mấy chị ơi. Set này dưới 72 kg nè. Trời ơi. Mấy chị trúng một trúng rào, trúng rào. Đây. Còn đúng một set size dưới 70-72 kg. Chị nào chốt set này chốt lên giùm em 240 sale cho mấy chị còn 108 set đen. 108 set đen lông chuột khách lấy rồi chị, quần đẹp á, đúng vậy, đúng vậy. Rồi 180.000 set đen có đính cườm nha. 180.000 chị Huyền ơi, tưởng đâu qua chị Huyền trúng số chứ. 180 ngàn đây. Giải áo dài là chị nào mặc tôi tặng luôn. Bây giờ nha, đợi anh Phước xuống đi. Anh Phước lấy cái miếng đắp mặt nạ đó. Lấy mấy cái hộp. Ủa anh lên anh kiếm được cái thùng nè mà mặt nạ, hộp mặt nạ như nè. Anh lấy xuống giùm cho em 10 hộp. Có cái bao đó, có cái bịch nè mày nói rồi đó. Đi xuống bán cho mấy chị. Mùa này mấy chị 14 ngày ở nhà, cho mấy chị đứng đắp mặt nạ nè. Không 190.000 một hộp mặt nạ. Và chị nào có bill ngày hôm nay em sẽ bán cho mấy chị 130.000 một hộp mặt nạ để... Nè mặt nạ của Hàn Quốc nó đủ dưỡng chất hết nha mấy chị. Cho nên mấy chị để tủ mát. Mấy chị đắp đi, để cái bịch lại, cắt đắp ngang ra. Đắp xong rồi nửa tiếng sau mấy chị lấy cái mặt nạ mấy chị gấp làm bốn. Mấy chị bỏ lại vô cái bịch dưỡng chất nó. Mấy chị bỏ tủ mát đi. Ngày mai mình hãy đắp một lần nữa ha. Ngày mai không, nếu em mua tặng chị là được nha. Mấy chị mua đi. Mùa này ở nhà nằm dãnh trắng phơ háng lên đắp mặt nạ cho em ha. Không có chị Kim Loan áo dài đó người ta tặng em á. Mà
em đâu có dịu dàng qua lá cành để em mặc áo dài chị, mà cái vải đẹp lắm đây nè, đó ở trong là quần vàng nè, em đâu có dịu dàng gì đâu chị Kim Loan. Ở bữa Tết mai ai áo dài dài vải đó cuối cùng về cũng bán lại, đâu có để đâu. Mình nào không đắp được gì chị, tốn tiền đắp được mà tốn tiền làm đừng đắp. Đây mấy chị ơi, em có một cái đầm tầng, đặc điểm của đầm tầng là mặc không thấy bụng và hàng này là hàng xúc nha mấy chị ơi, hàng này hàng xúc. Dạ đầm này là size dưới 75kg giùm em, 250 bán sale còn 140, comment giùm em đầm hoa dưới 75kg 140, tôi bán cho tung nóc đỉ luôn mấy chị à. Tiếp tục đầm hoa 250 bán 140 size 14 luôn đó, set đen của chị Anh Nguyệt Mai 180 nè, 180 của chị Anh Nguyệt Mai, mua đi mấy chị, mua đi mấy chị ơi. Chết mẹ rét của Hồng rồi, chết mẹ chuẩn bị cách ly rồi. Em mà cách ly 14 ngày là coi như mấy chị buồn héo đời với em luôn. Áo thun chị mặc hết lâu rồi hiểu vỏ rồi. Một Tết một mình tao là coi như 8-7-8 cái đó. Lúc tao đi ra bệnh viện tao phát bao lì xì á, thì tao cũng mặc cái áo này mà màu vàng, nhưng mà cho con bé em tao rồi. Áo này cái vải nó đã, xếp đen của chị Anh Nguyệt Mai. Đúng rồi, trời ơi, một thùng còn một thùng nguyên, em mới nhập về một thùng trăm hộp mà. Rồi đưa cái đó cho em. Đây nè mấy cục cưng ơi, 199 ngàn, em bán cho mấy chị một nè mấy chị, một cái hộp của nó. Nhưng mà mỹ phẩm nhà em là mỹ phẩm Win nha, là hàng nhập khẩu của Hàn Quốc chứ không phải hàng xào lao mấy chị nè. Một bịch nó có tổng cộng 5 miếng quý vị ơi, 5 miếng. Nhớ lấy cái kéo cắt cái đầu ra, xong rồi để dựng lên đắp nằm đắp mặt nạ đây, đầm 140 của Quốc Khang, nằm dính cảnh cẳng dính hán lên mấy chị đắp mặt nạ ha. Sao Yên mới điện thoại không nhận thông báo Yên like? Dạ cũng biết nữa chị Yến, giờ Facebook mình nó tào lao, để em tăng lương đuổi việc đi. Là nằm lên đắp nửa tiếng 45 phút, em nói thiệt với chị đắp một miếng mặt nạ khỏi cần mấy chị dưỡng, khỏi cần mấy chị dưỡng kem dưỡng ủ dưỡng tè le hột me, nhưng mà chỉ cần mặt nạ là nó đã đầy đủ chất cho da mặt mình rồi. Đắp xong rồi gấp làm bốn lại đem bỏ tủ mát đi mấy chị, bỏ tủ mát giùm cho em nha, ngày mai mình dùng lại được một lần hai lần được. Tại sao? Tại vì trong cái bịch này nó rất là nhiều dưỡng chất mấy chị, hiểu không? 100 cho 190 199 thì em quên rồi, và hôm nay em bán cho mấy chị 130 ngàn mặt nạ dưỡng chất của hàng nhập khẩu Hàn Quốc nha mấy chị nha. Rồi tiếp tục bán gì ta, rồi bán đầm bi, bán đầm bi đi biển mấy chị, mua đi rồi đợi hết dịch rồi đi biển nha. Áo dài bán không yên, riêng tao anh ra hoan bán, tao bán cho 800 ngàn, đắp ngay chỗ cái mu lên nó, trời ơi lột ra một cái tao nói mày trắng bóp lông đen thui. Ừ mày đắp vậy cho tao Phan Ái, riêng mày là đắp vậy á. Đây là một cái đầm size 16 đó, lấy cho Nhi Phan một hộp mặt nạ. Đây là một cái đầm sao mà bé lấy một cái bịch ghi ra Nhi Phan một hộp. Ghi ra Nhi Phan mà bỏ cái bịch ra. Đấy hả? Ờ. Ghi Nhi Phan một hộp mặt nạ. Đây nè mấy chị, đây là một cái đầm đi biển dài tới gót chân luôn nha. Đầm này size 16 là dưới 85kg vẫn vừa đầm bi này. Chị nào chốt đầm bi này thì 280 sale cho mấy chị còn 190 ngàn. 190 ngàn đầm bi. Dạ ok chị Anh Nguyệt Mai, xả cái set đen gì của chị Anh Nguyệt Mai rồi con. Quăng vô đây. Ôi chị thấy nó hỏi tào lao không? Nó hỏi mặt nạ đắp ở đâu đủ mát, đắp trên cái mu cho nó mát cái mu. Chứ chẳng lẽ giờ kêu nó nằm dãnh hé rồi bật mấy quạt sấy khô ở trỏng mẹ. Mày khùng mà áo dài mua làm chi? Bán là nãy giờ tao bán cho chị Kim Loan Nguyễn rồi, tao nói thiệt 800 ngàn. Kèm lên đầm bi của bé Hồng Mập 190 ngàn. Em còn bill ok như Phan. Hồng Mập 190 ngàn. Đi lễ quán mẹ xà rong đi. Mặc chi? Đầm bi nha, đầm bi này chị nào 95kg vẫn có size. Đầm bi này chị nào 95kg em vẫn có size nha. Kim Lan Nguyễn một hộp mặt nạ kìa. Đầm bi. Dạ không, áo dài không có bán. Ui ngon nhất nát là về ai cũng khen vậy. Bé nói ai con? Kim Lan Nguyên. Chị Kim Lan Nguyên một hộp mặt nạ, ba lấy xuống chưa? Chưa, đang kiếm. Kim Lan Nguyên một hộp, với lại chị Trần Mẫn một hộp, Quách Khang một hộp. Bé ghi lên cái tờ giấy luôn rồi con, bé ghi lên cái bịch luôn con, ghi lên, ghi nè, Trần Mẫn một, ghi Trần Mẫn, ghi Trần Mẫn không giấu nè, rồi Kim Loan Nguyên không giấu nè, chờ một chút nha mấy chị, Kim Loan Nguyên không giấu nè,
Quốc Khang một hộp. Chị Anh Nguyệt Mai một hộp. Mấy chị tin em đi, một hộp mặt nạ của tụi Hàn Quốc nó dưỡng chất nhiều lắm, chứ không phải mặt nạ như mình đâu. Mười mấy ngàn bịch cũng có đâu chị. Em mặc cái gì cũng đẹp hết chị Anh à. Rồi còn ai nữa không? Rồi sắp nguyên thùng. Giữ đồ lạnh rồi không có cửa chi ba. Còn khô heo nha chị Như Nguyễn thành phố. Em còn mười mấy hũ á. Còn mười mấy hũ khô heo. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó. Khủng long bé nhỏ một hộp mặt nạ. Khủng long đó, đưa ra cho bé lùn viên khủng long bé nhỏ một hộp mặt nạ đi. 1, 2, 3, 4, 5. Em còn cái quần này 65kg nè. Em còn cái quần này 65kg. Chị nào mua em bán cho mấy chị 50 ngàn luôn. 50 ngàn quần ống rộng. Như Nguyễn lấy mấy hộp khô heo báo giùm em nha chị Như Nguyễn. Bữa nay like giống như văn nghệ trời. Không có nôn nóng gì luôn á trời. Hai hũ khô heo cho Như Nguyễn thành phố. Giờ bây giờ tặng mà giờ biết sao tặng đây trời. Bán 10 ngàn này. Bây giờ tặng là coi như em chịu ship này chết luôn á. Hồng Vân Phú Yên. Buna, Bunet, Buna gì đó. Cục biêu hai có hai cho mấy Phú Yên. Không ta lấy cái hàng rồi. Buna là gì? Biết. Anh ơi chị Hồng anh ghi nè, ghi tiếp Hồng Vân một hộp mặt nạ con của Hồng Vân ở Phú Yên có dấu. Quần 50 ngàn của Nhi Phan. Anh ghi giùm phụ giùm bé anh. Quần 50 ngàn của Nhi Phan con. Để mặt nạ ra chút nữa lấy sau đi bé. Nhi Phan 50 ngàn. Bây giờ chị nào 100kg em bán cái đầm 10 ngàn nè. 10 ngàn phụ ship thôi. 10 ngàn chắc không khỏi bán ấy. Để đi quăng hết cũng được. Cái đầm đẹp lắm mà em ghét quá, chị ghét luôn thiệt á. Cái đầm đẹp lắm em cho mấy chị coi phim đầm nè. Đầm này mấy chị coi là mấy chị say sẩm liền. Nhưng mà 100kg mới vừa ha. Nè mấy chị coi cái phim đầm là đẹp không? Cái phim đầm là cái tay nó cũng đẹp nè. Hồng Võ Huyên còn tiêu đây đúng không? Rồi. Hồng Võ nãy giờ mua gì? Hôm bữa mua. Ừ. Phải Hồng Võ này không? Hồng Võ phim bên Facebook ý Yên á. Không biết. Không biết cái Hồng Võ gì nè. Thì để nó đi. Nãy giờ đâu có ai mua Hồng Võ gì đâu. Hồng Võ một hộp. Mới đó một hộp, bây giờ tao hỏi phải Hồng Võ này không? Hồng Vân. Ghi Hồng Vân có dấu Phú Yên đi. Hồng Mập 10 ngàn. Bán để giao hết đó mấy chị. 10 ngàn này phụ ship tôi thôi. Chứ không có ăn uống gì trong này hết trơn á mấy bà nội. Chị một hộp mặt nạ ra Phú Yên của chị Ngô Lộc. Dạ. Ngô Lộc Phú Yên một hộp mặt nạ. Ghi Ngô Lộc có dấu Phú Yên luôn. Lên cái bịch xanh đi. Chị nhớ nha, đắp xong là lấy bỏ lại vô bịch, bỏ tủ mát, đừng quăng uổng chị. Mình làm một hai lần trong một cái bịch như vậy cũng được ha. Ghi Ngô Lộc Phú Yên một hộp mặt nạ đi, từ từ tính sau. Cái áo này mà chị nào mặc được phơm rợp tợp mới lấy nha. Cái áo này tôi mặc vừa, nhưng mà mấy chị mà tay mà bự thì đừng nên mặc ha. Đây, hơi bị dễ thương. Áo này là nhiêu quên mất mẹ rồi. Áo này là coi như 200 mấy em không nhớ, 220 hay nhiêu này, nhưng mà chị nào dưới 75kg hãy mặc ở sau nè. Khi mấy chị mặc lên á, mấy chị cột dây chéo lại nó không có hở đâu ha. Rồi áo sơ mi bán cho mấy chị 90 ngàn. 90 ngàn ha. Chị nào chốt áo sơ mi dưới 75kg 90 ngàn chốt lên giùm cho em nha. Ok chị Ngô Lộc. 10 ngàn với điều kiện copy rồi chị, chứ không ai giờ mà coi như 10 ngàn bán cái đầm coi như đầm đá nhập vô nhiêu. 189 gì không nhớ. Bán 10 ngàn mà phụ bill nữa chắc em đi đứng đường luôn á chứ. Có bill em hãy bán. Crop top của Hân. Hân Anna. Hân Anna là ai vậy? Hân Anna coi chừng mặt không vừa nha. Tao nói 80kg mày mặt không vừa là không vừa đó. Để cho Bùi Yến Ly đi. Bùi Yến Ly 90 ngàn. Bùi Yến Ly 90 ngàn. Đây em còn một cái set này nè. Em còn một cái set này hồi nãy bán như set này 90kg nè. Set chân váy nè mấy chị thấy không? Set chân váy 90kg. Nãy bán nhiêu quên mất mẹ, 240 bán còn 120. Rồi chị nào chốt cái set sọc chân váy chốt lên giùm em ha. Để em coi, để từ từ em đang may với chị, em đang may cái áo sơ mi đẹp lắm, ở ngoài trắng ở trong có áo dây luôn. Ờ bên kia chốt trước em yêu. Nào chốt lên trước kìa, nhường mình lên trước nha.
Rồi lên tiếp tục nè. Em có một cái đầm cực kỳ đơn giản á chị. Quần jean 95kg không chị? Có, nhưng mà chút xíu em lên cho. Đầm 10.000 khoảng cỡ 100kg, mặt vừa mày mặt vừa cánh tay. Đây là một cái đầm nếu mấy chị không thích về cắt ngắn lên ha, nhưng mà em cắt ngắn rất là đẹp. Đầm này rất là đơn giản, đầm cổ tim tay lửng. Nhưng mà cái hay của nó là đầm thun gân. Đầm thun gân nha. Đầm thun gân. Đầm này dưới 85kg bán cho mấy chị 60.000. Xếp sọc về bóp lại được không? Không chị, mình mắc gì mình phải mua xếp bóp lại chi chị. Đồ bên em quá trời luôn, ngồi đi em sale cho. Đồ bên em quá trời, chị không có cần mua kiểu đó ha. Xếp sọc 120.000 của Ngọc Thúy. Ngọc Thúy nãy trên Facebook Ý Yên có chốt cái đồ 50.000 của Ngọc Thúy nè. Ngọc Thúy yêu đồ quá, yêu đầm bao thì ở Yên ở chỗ đó. Nghe em hát không mấy chị? Thấy bà bé dâu, thấy bà rộn rèo, bà ngồi im mình tôi cái đây. Bà chống sau, bà ngồi im mình tôi cái đây. Lặt lú bà liền á. Ngồi em ở đây. Rồi lên tiếp tục mấy chị. Vẫn còn chân váy dưới 65kg. Chân váy quần hàng Quảng Châu có co giãn nhẹ nha. Dưới 65-67kg. Cái này là 200.000, sale còn 130.000. Chân váy quần dưới 67-68, nói chung là dưới 70kg vừa. Rồi, chốt lên dùm em chân váy quần sale cho mấy chị còn 130.000 Yên ơi. Hôm trước đưa em đầm sọc giống giải này mà không có cọng dây Yên ơi. Vậy mua gì em bỏ cọng dây vô cho. Cọng dây đâu rồi, Thái Huyền mạng cửa. Hai hai cái chân váy dưới 70kg, chân váy quần vải co giãn nha. Nè bé dâu chân váy chút vô trong tin nhắn lên giùm tôi địa chỉ số điện thoại. Bé dâu 130.000 còn một cái quý vị ơi. Còn một cái quý vị ơi, lẹ lên em lên đồ cho mấy chị ơi. Nếu còn sớm em lên nguyên cái vàng em sau lưng luôn nha. Bé dâu có dấu không? Bé dâu có dấu, bé bé bơ phở, bé phở. Bé bé đó đúng rồi, bé giờ dâu, bé giờ dâu. Cho em cộng dây. Nè Phan Ái, mày cột đi thun quần hay mày cột cái gì cộng dây nè. Khách lấy rồi bé, bé bé Lê Liêu ơi. Chị ơi em uống 3 hộp trà giảm cân mà không giảm ký nào. Không inbox trong. Bây giờ em nói thiệt cái chị Nga Đông đó nha. Cái trà mà trà Trích Gô với Trích Minh đó đó. Để em nói cái tình trạng trà cho chị nghe. Cái trà Trích Gô với trà Trích Minh. Trích Gô là cái viên chị Nga Đông đang uống. Em còn một cái loại nữa là Trích Minh. Trích Minh là cái trà mà chịu khó pha nước ra uống. Thì nếu mà chị uống cái viên không được thì em nghĩ chị nên uống cái. Tại vì bình thường mình uống cái viên thì mình đi công tác, mình đi đâu mình rất là dễ tiện. Còn uống cái pha ra là rất là bất tiện. Nhưng mà thực sự là cái trà giảm cân Trích Gô Trích Minh hồi xưa giờ em bán ví dụ 50 người thì còn có một người rụng thôi. Có nghĩa là một người đó không xuống ký thôi chị. Đầm hoa tầng có size 100kg không hả? Trời ơi mới bỏ xuống xong chị giá, giá tốt máy bay để em kiếm thử. Thì em nói chị là ít người nào mà không giảm lắm. Thật sự luôn. Bà bé dâu inbox giùm cho tôi đi nha. Inbox giùm cho tôi đi. Chứ nói trên này cũng như không à. Có như có. Máy tốt con à, máy bay giá tốt nè. Nè 90.000 của máy bay giá tốt bán 90.000 luôn à. Đó thì em nói cái tình trạng thiệt luôn á chị. Cho nên nếu mà đã uống vậy rồi chị chuyển qua chị uống uống cái pha ra uống. Nhưng mà cái pha ra uống thì nó hơi nhẫn hơn. Không cần giảm ăn đâu. Hộp mặt nạ hôm nay nhiêu? Dạ 130 chị. Chân váy của Nguyễn Huyền Đà Nẵng nè, 130.000 Nguyễn Huyền Đà Nẵng. Inbox đi bà nội, cho trên đây đủ má tới trái lọt tay phải đi cho trai luôn. Bán một cái đầm này cho anh Nguyễn 65kg nè anh Nguyễn. Bây giờ sale cho anh Nguyễn nè. Bây giờ tôi sale cho anh Nguyễn nè, anh Nguyễn lấy này không? Của ai vậy? Nguyễn Huyền Đà Nẵng nè, chốt cho anh Nguyễn 100.000 đi anh ơi. Anh Nguyễn này là anh Nguyễn Kiên Giang nha. Anh Nguyễn Kiên Giang 100.000. Thấy nhớ hay không? Thấy nhớ hay không? Như siêu nhân á, trời ơi đồ mát siêu nhân gao bay keo rớt xuống ao tiết cái đùng trắng thương sờ nào khỏi bám nữa. Nhớ gớm lắm gì mấy bà nội. Để tôi kiếm cái mã nào hôm nay tôi sale cho mấy má. Thiệt.
Trời ơi, làm ơn làm phước đây nè. Bữa nay tôi trao lớn với mấy ba luôn nè. Áo 250 ngàn. À nãy giờ không thấy kim cương, không có lấy nít kim cương luôn. Áo 250 ngàn, áo đá dưới 75kg. Và hôm nay tôi sale cho mấy chị 100 ngàn cho hết hàng nè. Ha. Chị ơi, chị không có thương em gì hết đó. Chị mấy bay giá tốt quá thiệt. Cái đầm này mà chị mặc lên mà không hề thấy bụng luôn. Thấy bụng em làm con chị luôn. Đây nè, chua ca còn biêu. Dễ thương lắm chị. Thứ nhất là đầm tầng nghe, nó làm chị không thấy bụng. Thứ hai tay lửng. Cưng lắm đầm này, hồi bữa chị Hạnh mặc đi quận nhất, đi phố đi bộ với em là dễ thương lắm. Áo này dưới 75kg, hàng Quảng Châu 250, em sale cho mấy chị còn 100 ba, 100 như quên mất mẹ. Thôi bán mẹ 100 ngàn cho hết đi, còn mấy cái nè. Còn mấy cái bán cho hết nè mấy chị, 100 ngàn quẹo lựa đi. 100 ngàn quẹo lựa áo. Có chị Tuyết Nguyễn, chị ngồi lại đây với em. Chừng nào gửi hàng được mẹ, bà nội ơi mua thêm đi mẹ. Mua mới có một cái rồi gửi hàng giống quỷ không. Mua thêm đi bà nội. Nè bán sale một cái áo lính cho mấy chị nè. Bán sale một cái áo khoác lính cho mấy bà nè. Nè, tôi là 89kg nha mấy chị, coi tôi mặc cái áo khoác lính này nè. Ghiền luôn. Nhưng mà chị Ngô Lộc cái áo nè, hàng sale em không cho đổi trả nha chị Lộc. 100 ngàn của Ngô Lộc Phú Yên mới có hộp mặt nạ. Ủa vậy chị kêu em lấy cái đầm hoa nào chị. Rồi xả cái bill máy bay giá tốt. Áo khoác lính này vải cực kỳ co giãn của thằng Quảng Châu nha. Để đó của khách bán mà. Không bị khung hả? Cái này tôi bán cái này tôi nói tôi mặc cái tôi sợ ông muốn lộn với ông hay sao hả? Mới chửi gì vậy? Tôi nói là bỏ dưới đó nha, bỏ đồ tôi bút ông liều, tôi kiếm đi đem cho khách không có đó. Bỏ đây chứ gì cậu, bỏ ra bẫy. Sao ông rộn ràng quá bẫy à? Nè mấy chị, coi vải nè. Ui cái áo khoác này nó đẹp lắm. 380 ngàn. Tôi mới bỏ đây 5 hộp đây đâu. Lấy cho khách hết rồi nè, đây nè. 380 ngàn. À cái đầm đó không có size gì mấy bay giá tốt. Áo đá dự hình văn đựng mặt hồng hoàng thế hai cái. Nè con ơi, cô hồng hoàng thế hai cái 200 ngàn. Hồng hoàng thế hai cái 200 ngàn. Có nguyên bộ lính chị Lê Thị Bích Phượng. Em có nguyên bộ 380, bữa nay em sale cho mấy chị là còn nguyên một bộ là 380, 760. Bữa nay em sale cho mấy chị còn 300. Là áo 300, quần 300 ha. Rồi nguyên một bộ 600. Rồi chị nào chốt áo lính chốt lên giùm em nguyên bộ có đủ một bộ, em còn một bộ ngoài này. Chị nào chốt nguyên bộ áo lính chốt lên giùm em còn không để em mặc bình thường. Bùi Yến Ly 100 ngàn. Bùi Yến Ly 100 ngàn. Má em đèn mơ vắng vắng. Trời ơi bán kiều đây chắc chết đi quẹo. Nãy giờ không biết. Đây nè. Giờ không biết làm sao đây nè. Anh hai cái áo này bỏ chung với cái bộ đồ hồi nãy để em coi thử bill của con bé gì đổi cái áo nè, quên bốn chữ quên rồi. Còn ê bớt kẹo qua nha đồ má. Dung Vũ lấy áo 100 ngàn à? Dạ ok. Dung Vũ áo 100 ngàn. Còn cái của Dung Vũ còn bill nè. Áo 100 ngàn của Dung Vũ. Ê quê nha mày. Đồ má đi bắt từ thiện mà còn bị công an bắt đồ giam tù là đủ má quê rồi đó nha. Đừng ghẹo nha. Áo này 180 sale còn 100. 60-80kg áo phơm dài. Nhưng mà áo này mùa này mặc mát lắm. Corona ở chuồng nào em biết là mấy chị khó khăn. Nhưng mà nếu mấy chị không mua thì em còn chết hơn nữa. À, mấy chị mua đi rồi người nghèo nó không có chết mẹ em cũng không có chết nè. Đây mấy chị yêu ơi, áo Gucci 180 sale còn 100. Còn một cái. Dạ còn hai cái. Còn ba cái, nói chung là màu nó né né nhau nhưng mà vải này mát lắm, 85kg cũng vừa nha.
300, 308 sale còn 300, em mua bộ lính 700. Không đấy, bây giờ dẻ. Dạ dẻ đúng vậy. Cái bộ lính này em bị giờ tới rồi lui, giờ tới rồi lui. Nó giống như là nó bị mắc cái sao chằng hạn á chị. Linh Hồi một cái nè, Linh Hồi cái 100 ngàn nè, Ngô Phương 100 ngàn. Tôi thấy buồn cho mấy người ghê. Em rầu muốn chết chị. Chị thấy em rầu không? Trời ơi, hai mắt sợ không có rúng luôn chị. Linh Hồi một cái 100 ngàn, Ngô Phương cái 100 ngàn, còn hai cái mấy chị ơi. Cái nào cũng được á hả? Cái nào cũng được, nó né nhau hết trơn à. Rầu, rầu muốn chết. Khen của Hồng không biết có bị cố đồ nè không nữa. Rồi, trời ơi, cái áo này mát lắm. Mấy chị mặc cái sọt cũng được, mấy chị mặc cái legging thì càng đẹp đồ. Mấy nãy giờ nóng mà không biết gì sao luôn. Không, đừng ai mua áo lính đó, để tôi... 100 ngàn, đừng ai mua áo lính đó, để tôi tự thưởng mày. Tự thưởng mấy chị. Ăn nữa không? Thôi trời ơi, chị đem qua cho em một hộp heo quay bự luôn, đừng đem cho ăn nữa. Ăn nữa nó mặt mặt chồng em nó bỏ đó chị. Dạ, Nguyễn Thiên Trang áo gu xì. Dạ ok chứ. Nguyễn Thiên Trang áo gu xì, inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Nguyễn Thiên Trang 100 ngàn. Em còn một cái đầm nè. Wow wow, chào chị Quang, chào cưng. Chị Quang chào cục cưng. Cái gì à, chị Thúy Phan, cái gì à, chị nói cái gì em không hiểu. Em còn một cái đầm 75kg. Thôi bây giờ tôi nói ai bán nhiều cà cha cà mẹ ta đi. Bây giờ tôi bán cho mấy chị 150 ngàn. Nhưng mà chị nào 73 tới 77, 78 kg thì chốt cái đầm này. Còn không thì đừng chốt cái đầm tay trắng này nha. Đầm này giờ sale còn 150 ngàn. Lưu ý, bên này không co giãn nhiều. Cái thân không co giãn nhiều, sale còn 150. Lẹ mấy chị ơi, bữa nay bán mai nghỉ mốt đi làm. Ý ý ý rồi mấy chị ơi, lẹ đi. Bởi ta nói rồi, ta nói thiệt. Tâm tạng đi thỉnh kinh mà còn vậy thì mình nói chi là mình mấy chị bình thường. Tâm tạng thủy kinh thỉnh kinh mà yêu quá trời nó bao tứ bề là mình là thường là bình thường mấy chị. Đầm này của chị Ngô Phương 150 ngàn. Bình thường nha, cho nên mấy chị đừng có sót cho em. Em phong ba tình đầu lắm, phong ba bảo táp lắm. Ngô Phương như tiền. Ngô Phương 150. 150 ngàn của Ngô Phương. Trời ơi, còn cái bộ đây mà em nói thiệt, nó đẹp tức tưởi luôn. Đồ 100kg chị Tuyết ngồi chơi với em. Đồ bên em tất cả các size, tất cả các bộ gì đều có size của chị hết ha. Đây mấy chị ơi, Nguyễn Thiên Trang. Nguyễn Thiên Trang inbox rồi đó con. Cái bộ này dưới 72kg nè, mấy chị làm ơn hút cái bộ này, nó đẹp quá trời luôn. Bộ chính tất là đẹp không? Nhưng mà bởi co giãn lắm mấy chị. Ha, đầm 150 khách lấy rồi chị Loan Nguyễn. Đây, coi giùm em đi mấy chị ơi. Bộ chính tất này dưới 72kg ha. Cái bánh bía em gửi chị ăn ngon không vậy? Dạ ngon. Chị Ngô Lệ, cuộc đời nó bất công lắm chị. Đem gì à? Em nằm trong phòng mới đem hai bao đồ từ thiện gì à? Với cái bánh gì à? Ông Phước ổng quất hết, không còn chừa em một cọng lông nào chị. Chị thấy có chồng nào vậy không chị? Xếp đen này của chị Song Anh 180 ngàn nè. 180 ngàn của chị Song Anh. Rồi cái đầm này mấy chị ơi, đầm này 250 hàng xuất dưới 65 tới 85 kg bằng dễ tôn đẹp lắm. Thì bây giờ em bán cho mấy chị 190, còn đúng hai cái đẹp lắm nha mấy chị, vải đẹp lắm, còn đúng một, còn hai cái em bán cho mấy chị 190 ngàn ha. Comment giùm em đầm, đầm trắng đen 85 kg. Đầm đó chị Hồng Hoàng mặc không có dừa, Hoàng Hồng mặc không có dừa ha. Cái gì của nam đẹp trai không em? Chồng em chưa có men mà anh hỏi nè. Cái này nè anh, cái này nè anh Tình. Trời ơi, còn một cái duy nhất 180 ngàn, xe 130 nè anh Tình. Mày thấy trai mà dẹo dẹo mà dở lên mày rồi. Ngoài. Móc gì vậy? Móc cái gì vậy phải? Để em coi thử size gì anh Tình, để coi thử anh Tình vừa không nha. Má em. Size này là size 40 á anh, size 40 rồi, còn một cái áo vú xanh bán cho mấy chị 100 ngàn. Bộ đen khách lấy rồi, chị Trâm Lê sao chốt chậm vậy? Bộ đen khách lấy rồi. Đẹp lắm, bộ đen đẹp. Bộ chính tất còn sai dưới. Nè chị Thanh vui. Đợi ngồi im đây em lên đồ sale cho em nói thiệt. Rồi đầm này mà các chị có lấy không nè. Mấy chị không lấy em cất vô kho nha. Ngầu im đó. Ngầu im đó, tôi vô đầm đồ tôi bán hết cho. Xong chưa mấy lồn. Đưa mấy cái bộ FF hồng vô đây sale cho mấy cô luôn. Ngầu im hết rồi mấy chị. Giờ bây giờ em bún gì là em cặp ô ác luôn mấy bà. Vú này 40 mấy mẹ, áo vú của Ái Duyên nè.
áo vú này 180 lần áo duyên nè, áo vú của áo duyên. Trời ơi, ông tin ổng cười cả trời. Mấy mẹ thiệt á, chứ nhiều lúc mấy mẹ cũng thiệt á. Nghĩ sao mua cái áo 65 tới 85 kg như vậy mà còn chừa một cái nè mấy chị. Tàu ghê, hốt giùm tôi cái áo 100 ngàn để dí mấy má. Phơm dài nè mấy má, coi vải nè đẹp không? Coi giùm vải nè. Dạ làm ơn, làm phước, hốt giùm cho em cái áo 100 ngàn cho nó khỏi bơ bơ giữa dòng đời lạc lõng cái mấy bà nội. Nha. Hốt giùm em cái. Ủa nãy lấy chị Như Nguyễn thành phố 2 hũ khô heo chưa? Bấy luôn. 100 ngàn con ơi, áo vú 100 ngàn của Ái Duyên. Con ghi 180 Ái Duyên nó xỉu ăn cho hết luôn á, đang khó khăn. Ủa chị Như Nguyễn thành phố. Chị Lê Liễu áo 100 ngàn trời ơi đậu ơn. Chị Lê Liễu inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Lê Liễu ơi. Ơi là Lô Liễu ơi. Ai chưa mua mặt nạ hãy mua mặt nạ đi. Rồi. Nè nghe sale nè. Nghe giùm tôi sale nha. Hô heo bao nhiêu một hộp? Dạ 101 ngàn một hộp 250 gram chị. Áo 108 chết liền đó. Vỏ dao tay một hộp cô heo, khủng long bé nhỏ một hộp cô heo tự chốt luôn khủng long. Tôi nói với mấy chị nè, cái bộ FF nè, bộ FF lưới nè, nha, kèm với quần chín tóc. Bộ này bây giờ hết size 100kg. Ngày hôm qua tôi sale còn 160 đúng không? Hôm nay sale về 140 luôn, còn được 5-7 bộ. Rồi chốt giùm cho em nè, coi giùm tôi vỏ FF co giãn nè. Hơi bị đẹp luôn bộ chín tóc. Comment giùm em FF kèm số ký, sale 140 ngàn. Trời vậy đi. Vỏ dao tay nữa hả? Vỏ dao tay 1 hộp, khủng long bé nhỏ 1 hộp, Như Nguyễn thành phố 2 hộp, 101 ngàn 1 hộp. Lẹ lên mấy chị ơi, tùm lum luôn, hết. Ê, bữa nay nữa là hết thu heo rồi nha. Không có làm nữa đâu nha mấy bà nội. Ở quê xe cộ vô không có được. Còn nhiêu ăn nhiêu đi. FF dưới 80kg của Linh Hồi 140 ngàn. Tay XL con, XL của Linh Hồi 140 ngàn. Dạ Mỹ Dung size 2X. Mỹ Dung cũ còn bill nha. Mỹ Dung cũ size XL. Mỹ Dung cũ anh nhớ anh đi rồi mà. Mỹ Dung cũ size 2X đứng vậy lấy anh kìa. FF á. Anh nhớ anh đi rồi mà. Vĩnh Long đúng không? Lấy một bộ size L với một bộ 2X lại em. Anh ơi quăng hết FF vô đây cho em anh. Tùm lum người đặt kìa. Quăng hết vô đây bấy lùng. Con nó gãy ra cái quăng cái camera nha. Con hết đi không? Mặt nạ nãy giờ chị hỏi trả em trả lời chị rồi mà 130 ngàn chị, 199 sale còn 130. Nãy giờ con ghi Linh Hồi chưa? Linh Hồi rồi đúng không? Rồi đây Mỹ Dung cũ nè 140. Mỹ Dung cũ 140. Mỹ Dung cũ 140. Ánh Nguyệt Mai 104, bé ghi bút lông đi, Ánh Nguyệt Mai 104. Ánh Nguyệt Mai 104. Nè, nãy có Thiên Trang Trinh nè mấy lùng. Thiên Trang Trinh nãy cái Facebook Ý Yên á, 104 của Thiên Trang Trinh. Ánh Nguyệt Mai chưa? Rồi, Thúy Nguyễn gần nhà nè anh ơi. Thúy Nguyễn gần nhà. Có Thanh Vương ngồi chờ đi. Hồng Võ sau lưng một hộp cô heo. Hồng Võ mới còn bill nãy anh nói á, Hồng Võ một hộp khô heo. Chị Huỳnh Văn giá cho còn cho chị Huỳnh Văn bộ. Rồi Huỳnh Văn một bộ 140. Em nói em xe cho bung nóc hết mà chị ơi, Huỳnh Văn bỏ mặt nạ kìa. Dạ. Lấy cho chị Huỳnh Văn hộp mặt nạ luôn. Thu Kiều bữa giờ lấy size L, XL ta. Lấy L đi Thu Kiều. L hay XL Thu Kiều ơi. Lấy L đi. Xong chưa? Nè Thu Kiều một bộ nè. Thu Kiều không có giấu một bộ. Thu Kiều không giấu một bộ. Chua ca một bộ. Chua ca một bộ. Rồi có chị nào nữa không? Thiên Trang Trinh có rồi nè. Chua ca một bộ. Không có hết size 100kg rồi chị. Hồng Hoàng Thế hai hộp khô heo. Trung Hiếu giá trò còn bộ cho Trung Hiếu nè. Rồi hết size Trung Hiếu nha.
hết size trung hiếu, bây giờ chỉ còn size dưới 70 và dưới 80 kg thôi. Hết size 100 kg, hồng hoàng thế hai hộp, khô heo chua ca có rồi. Hồng hoàng thế hai hộp, dạ ok. Thái Huyền màn cửa một hộp khô heo. Chị Huỳnh Văn lấy hơi hai hộp mặt nạ phải không chị Huỳnh Văn? Hai hộp mặt nạ của Huỳnh Văn con. Đang lấy khô heo chị. Tới đâu rồi, tới đâu rồi? Hồng Hoàng Thế hai hộp. Thái Huyền màn cửa một hộp đủ chưa anh? Rồi, Huỳnh Văn hai hộp mặt nạ nha. Chưa. Chị Huỳnh Văn lấy hai hộp mặt nạ ép ép có rồi. Phạm Trần size L. Chờ một chút mấy chị. Bán ế quá, ghi không kịp. Anh lấy giùm em để em đọc được không anh? Chị Huỳnh, chị Huỳnh Văn hai hộp mặt nạ. Rồi. Đâu thấy ai nói gì đâu. Phạm Trần một bộ size, một bộ ép ép size L nè Phạm Trần. 140. Phạm Trần có dấu không? Hồng Thủy lấy một FF cho Phạm Trần có dấu, ghi bill mới luôn rồi con. Hồng Thủy lấy một bộ FF 65kg, Hồng Thủy inbox cho địa chỉ kìa nè, Hồng Thủy inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Hồng Thủy ơi. Hồng Thủy inbox cho địa chỉ số điện thoại. Bây giờ FF em chỉ còn đúng size 80kg thôi, 73-80kg. Còn có dài bộ 73-80kg hết size của chị Tú Anh luôn rồi nè. Hết size chị Tú Anh, hết size chị Trâm Lê nha. Vậy đổi vô của Thu Kiều đi. Hả? Hồng Thủy đang xin địa chỉ số điện thoại. Của em hay gì? Bên Phinh Bay. Tại đây có Hồng Thủy nhiều lắm. Thì bây giờ lấy video đầu xin địa chỉ số điện thoại chứ sao anh. Nè đổi cái bộ này cho Thúy Kiều đi phải luôn. Đổi cái bộ này cho Thúy Kiều đi. Thúy Kiều nghe view tay ba con á. Rồi đưa cái bộ đó qua cho chị Trâm Lê. Trâm Lê có dấu. Rồi bây giờ hết FF nha. Nè bây giờ em kéo ra một cái ship, một cái bao ship lộn xộn nè. Bây giờ em sẽ kéo ra một cái bao ship lộn xộn nè. Áo FF này chị. Áo FF này chị. Rồi chị nào chốt bộ FF nữa Hồng Thủy inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại. Hồng Thủy inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Rồi bây giờ em sẽ cho ra một cái sọt cho mấy chị nè. Ôi đồ má nó. Hello mơ. Cho ăn cái khăn này con. Chết mẹ. Cái gì trong đây mà nó ghê dữ vậy? Không biết vụ án gì luôn á. Em còn cái đôi dép dép bằng xì nè mà để đâu chiếc khăn mà. Trên à chị Hồng Thúy, dạ ok chị Hồng Thúy ghi giùm gì lại qua Hồng Thúy quận 8 đi. Rồi bây giờ em sẽ xem một cái sọt này cho mấy chị nè. Giá này là dùng từ giá giật mồng luôn á mấy chị, thiệt luôn. Không thấy được Hồng, không phải cái này là Hồng Thúy quận 8, còn kia Hồng Thúy Bình Chánh. Hello, hello mấy chị. Hello nhóm trẻ bé yêu. Thu Kiều không phải Thúy Kiều, không kiếm ra nha. Ờ, dạ biết rồi chị. Em đọc cái Thúy Kiều chứ người kia cũng là Thu Kiều. Còn sọt này nè, nhờ tụi em bán cho mấy chị bung nóc luôn nè. Bung nóc cho mấy chị cái sọt bao này nha. Bộ này là bộ caro 80kg. Bộ caro 80kg thôi bây giờ nè. Còn gì bán nấy sale cho mấy chị. 240 sale còn 120. Bộ này rớt vai đẹp lắm nha. Dạ tại lâu nay em lay bên live bên bên Phinh Bay á chị đây. Bộ này kèm với quần 9 tấc. Bộ này kèm quần 9 tấc nha mấy chị nha. Rồi bộ này 240 sale còn 120. Bộ này dưới 88. Bộ này dưới 82kg cũng vừa. Từ 72 tới 82kg vừa bộ caro. Chị nào chưa chốt bộ caro chốt lên giùm em. 72 tới 82kg mấy chị. 72 tới 82kg nha. Chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em với.
Alo. Đúng rồi. Đoàn Huyền có giấu hay không giấu em? Đoàn Huyền là UYN Uyên hả bé? Ở đâu em? Là ai à? Đúng rồi. Không không chị biết rồi, ấy là bill đó nhiêu tiền em? Rồi em lưu lại đó anh Tùng rồi để chị dư lại dưới bill cái. Ờ đúng rồi. Anh sợ là cái đoàn Huyền là anh chọn con tay cho em à. Anh sợ là có cái đoàn Huyền Phú Yên anh chọn con tay vô để chó đó cho em à. Bộ caro của ai? Bộ caro của Lê Liễu. Lê Liễu nãy giờ có địa chỉ số điện thoại chưa bé Lùng? Lê Liễu nãy giờ có địa... Bộ này chị Tú Anh mặc không được, chị Tú Anh mặc phải size 70 kg à. Em nói bộ này là dưới 82 kg mà. Không có cái thủy đã có chị để cho gì? Anh chọn con tay vô chứ giờ anh nói sao em nha. Lê Liễu coi thử có địa chỉ số điện thoại chưa? Tiền bộ này vậy? Đục máy không chó. 120 ngàn. Rồi lên tiếp nè mấy chị. Đây là một cái đầm đi tiệc size 90 kg. Bán luôn cho mấy chị 100 ngàn luôn. Đầm này mà khi mấy chị mặc lên dáng rất là đẹp nha. Đây mấy chị 90 kg, 92 kg cũng vừa. Đầm này khi mấy chị mặc lên dáng rất là đẹp. Thứ nhất tay lỡ nè. Thứ hai ở dưới, ở ngoài cái màu vàng nó đẹp lắm. Ở dưới đây đã sắn lên cho nên khi mấy chị mặc á nó sẽ có nếp nó không thấy cho mấy chị mập ha. Đầm này bán luôn 100 ngàn đầm vàng đi tiệc. Còn hai cái. Còn hai cái đầm vàng đi tiệc nha. Hai cái đầm vàng đi tiệc mấy chị. Chị nào chốt đầm vàng đi tiệc chốt lên giùm em đầm vàng đi tiệc nha. Còn coi kiểm tra à, lên liệu tí mấy em mua chị mấy lần rồi. Ai mua rồi thì có địa chỉ số điện thoại rồi đúng không? Rồi tiếp tục. Em có một cái đầm size 70 tới 90 kg vừa. Đầm này đẹp lắm mấy chị. Rồi sale cho mấy chị còn 150 ngàn. 150 ngàn đầm này nha. Chị nào chốt đầm 150 chốt lên giùm em có luôn cộng dây. 150 ngàn. Chị Lê Liễu nếu khách cũ chỉ cần vô vô ngón tay là được rồi. 150 ngàn đầm này. Chị nào chốt đầm thì chốt lên giùm em ha. Ừ. Không mua đúng không? Được rồi im đi. Im tôi xử lý hết. 150 của Hồng Võ. 150 của chị Hồng Võ. Rồi tiếp tục. Màu đen. Đây là một cái zoom 90-92 kg. Chị nào 85-92 kg chốt cái zoom đùi giùm cho em. Rồi mấy chị ơi, đầm 100 ngàn của chị Kim Anh Trương. Kim Anh Trương 100 ngàn. Kim Anh Trương 100 ngàn. Đầm 150 hết rồi chị. Đầm vàng 100 ngàn của Kim Anh Trương. Đây mấy chị ơi. Đây inbox cảm ơn chị Liễu. Đây nè mấy chị. Cái zoom này là size từ 85-92 kg. 280 sale luôn còn 120. 280 sale luôn nè. Còn bộ caro của Thủy nè. Bộ caro 2X của Thủy nè. Ghi cho dùm em là bít heo 120 đi. Bít heo 120 ngàn. Rồi zoom thôi bán mẹ 100 ngàn luôn đi mấy chị. Hai cái zoom đùi đen bán luôn 100 ngàn. 280 sale còn 100 ngàn, 85-92 kg vừa. Em có đọc số ký rõ ràng nha. Bà nào mà vô 65 kg chốt cái dâm lực mai mốt không trao đổi trả. Mà đù má mà vô chửi tôi hơi lá dâm tôi dán vô cái mỏ luôn nha. Thông báo rồi đó. Thông báo nhẹ nhàng luôn á. Thông báo quá trời nhẹ nhàng luôn. Cái bộ này là Bích Thủy phải lấy nè Bích Thủy à. Cái bộ sơ mi 90-100 kg nè, coi vải nè. Ôi nó đã lắm. Bộ này là 90-100 kg mà quần dài. Bộ này Bích Thủy lấy đi. Bộ này là 260 nghìn. Bây giờ sale cho mấy chị là còn 160 nghìn. Bộ 90-100 kg. Bộ này mà chị máy bay giá tốt với lại Bích Thủy không lấy là rất là tiếc luôn. Em nói thiệt bộ này rất là đẹp.
cái vải trắng phối với cái đen, em nói chị họ vải co giãn nó rất là đẹp, đại khái rất là đẹp. Thái Huyền màn cửa 100.000 nè, 100.000 của Thái Huyền màn cửa. Hồi nãy bộ caro chốt cho ai quên mất mẹ, chốt với chị Lê Liễu rồi chị. Dâm 100.000 của Kim Anh Trương, dâm 100.000 của chị Kim Anh Trương. Bộ này 260 sale còn 160.000. Cá dâm 100kg nữa nha mấy chị nha. Cá dâm này 90 tới 100kg nè. Cũng phải. Cái này là quần 3 ghi mấy chị ơi. Cái này là quần 3 ghi. Quần 3 ghi này size dưới 85kg nè. Đẹp không? Rồi, quần này sale cho mấy chị còn 140.000 quần 3 ghi. Để coi cái dung đó còn size không nha Trang. Chưa biết cái đó, để từ từ em lên từng cái đi. Cái nào đúng size mấy chị thì mấy chị lấy chờ một chút nha Thùy Trang. Chờ em một chút nha mấy chị. Quần 3 ghi em vẫn còn mấy chị yêu ơi. Quần 3 ghi từ nè, quần này là chị nào dưới 72kg là lấy nè, sale 140. Quần này dưới 72-75kg sale 140. Quần 3 ghi ha. Quần 3 ghi của chị Trâm Lê nè. Chị Trâm Lê 140.000 của chị Trâm Lê nè. Trâm Lê có địa chỉ số điện thoại không? Xếp đen 160. Trâm Lê có địa chỉ số điện thoại rồi. Nè xếp đen này 160 của chị máy bay giá tốt nè. Máy bay giá tốt 160.000. Dưới tiền gì? 140. Máy bay giá tốt 160.000. Em còn một cái zoom giống như zoom đen size 90kg nhưng mà cái màu này đẹp hơn cho nên xin thêm 20. 280 là sale còn có 120 à mấy bà nội ơi. Chết luôn, sống không nổi đâu mấy bà nội à. Đây. Coi giùm em một cái. Em nói với mấy chị nè, những cái chất vải này mấy chị mặc lên nó không thấy nóng, không thấy bụng. Còn mấy chị nói nóng là nó thật sự nó không nóng mấy chị. Tại vì nếu mà mấy chị lấy vải mỏng quá thì nó mặc nó sẽ nóng. Lấy vải vừa quá thì mấy lại chị kêu nóng là cũng không có được. Như nãy mấy bà cho tôi. Ờ đúng rồi. Đèn like của chị chói màu không đẹp, bên ngoài mặc đẹp lắm, đúng rồi chị ha. Ba ghi của Chua Ca, đầm bộ sơ mi khách lấy rồi. Quần ba ghi của Chua Ca nè, 140.000 của Chua Ca, 140.000 của Chua Ca. Bộ 160.000 khách lấy rồi. Từ từ để em mở ra zoom đen coi thử còn không nha. Chờ em một chút. Dâm này 90kg nè. Ba ghi bây giờ còn size lớn thôi. Ba ghi của Chua Ca có rồi. Ba ghi này là dưới 85kg nè. Chị nào dưới 85-87kg là chốt mấy cái ba ghi này. Cái này toàn ba ghi size lớn luôn nha. Cái này là toàn ba ghi size lớn không. Ba ghi size lớn. Ba ghi này còn size 85kg không hả mấy chị? 85. Hèn chi nãy giờ nó nóng. Cái gì làm gì? Nói gì nói đi. Em có cái zoom 80kg nè mấy chị. Xuống hề đi con. Em còn cái zoom dưới 80kg nè, bị sót nè. Rồi 100.000 luôn mấy chị. Chị nào chốt chưa chốt cái zoom 80kg, chốt lên giùm em zoom 80kg nha. Zoom 80kg mấy bà nội ơi. Hình như zoom đây là, đây là zoom mà sao? Để em kiểm tra thì phải zoom không nha. Quần rin rắc có sale không chứ? Chưa lên chị, chưa lên quần rin rắc nè. Rồi dâm 90kg còn nè. Hồi nãy chị Nguyễn, hồi nãy chị Trang gì bên đây nè. Hồi nãy chị Nguyễn Ngọc Thùy Trang nè. Nguyễn Ngọc Thùy Trang thì lấy thì comment lên giùm em là dâm 90kg nha ha. Ba ghi 85kg cho mẹ của chị Anh Nguyệt Mai nè. Anh Nguyệt Mai 140.000. Trời ơi quần này mặc đẹp lắm. Anh Nguyệt Mai 140.000. Rồi bây giờ dâm em còn 3 cái 90kg nãy chị nào bên này chưa chốt ta. Dâm của chị Hoàng Hồng nè. Đây dâm của chị Hoàng Hồng 100.000. Hoàng Hồng có dấu bên phân bay. Chị Hoàng Hồng inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha chị Hoàng Hồng ơi. Chị Hoàng Hồng inbox dùm cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Rồi các chị nào chốt nữa không? Không chốt qua mẫu nè.
không chốt thì qua mẫu nha mấy đẹp ơi. Qua mẫu. Ba ghi 85kg của chị Phát Tân. Nè chị Phát Tân 140.000 của chị Phát Tân không có dấu. Cái này trăm tư luôn hả? Cái gì vậy? Từ từ. Mày hỏi cái gì rồi mà chưa nói gì mày ghi rồi? Cái dâm 100.000. Hoàng Hồng có dấu. Nè chị Phát Tân ơi, chị Phát Tân mặc cái dâm này chị Phát Tân. Teo còn có 120.000 đẹp lắm chị. Nghe em đi dâm đùi nè. Ồ dễ thương lắm. Cái dâm này vải xưởng nhà em may hơi bị sướng. Dâm 90kg của My Tra. Dâm 90kg. Dâm Ngọc Giang kìa. Không thấy luôn. Nè dâm đen của Ngọc Giang. Ngọc Giang thành phố 100.000. Ngọc Giang thành phố 100.000. Rồi dâm 90kg của My Tra 100.000. Em bán tại nhà em á chị. Hoàng Hồng có rồi. My. Chữ My dài. Tra. Rồi My Tra inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. My Tra inbox dùm cho địa chỉ kèm số điện thoại dùm em phát chị. My Tra là My Tra ảo không? Không biết. Ý nó nghĩ gì vậy? Biết gì. Em còn một cái túi hàng si mấy chị. Đây nè. Cái túi này mấy chị mang dùng rất là sướng. Nói chung là tôi để dành tôi dùng đó bà nội. Nhưng mà giờ nhiều quá bán. Rồi. Nhìn ớn rồi đi bán nè. Nhìn ớn rồi đi bán 300 ngàn túi hàng si. Mấy chị ơi dùng cỡ nào cũng không bao giờ hư nha. Ở đây. Ở trước đây là đính đá. Hoàng Hồng là dùm 120 caro. Đổi lại nè mấy lùng. Hoàng Hồng mới vừa ghi á. XL hả chị Giang? Dùm caro này nhiêu tiền? Được đây, 120 sửa lại 120. Nè mấy lùng. Đổi lại cho cô Ngọc Giang thành phố với dùm tay XL này nè. Rồi túi hàng si. Chị yêu có thấy em chờ đợi nãy giờ không mặc rộng rồi chị không? Ai biểu mày ốm chi mà mặc rộng? Ai ta có mượn mà giảm cân không? Hả? Ta có mượn mà giảm cân với mày đẹp lên không? Ai mượn? Ai mượn giảm cân rồi đẹp lên chi? Ta đâu có mượn. Nghe không? Không có mượn. Không mượn giảm cân. Nghe không? Ai mượn mà vậy? Rồi giờ lên tiếp kiếm gì sale nè. My Tra inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại cục cân ơi. Ngọc Giang nè. Đồ gì trong đây vậy ông? Nè, có bill của Bích Thủy nè. Mai gửi bill chị Soso nha. Mai gửi bill cho có tiền về lấy nè, nó không trả tiền nhà, nó không chết luôn á. Có tiền đứng đường nè. Để tôi đẹp trời, tôi sell một cái sản phẩm này cho mấy chị. Nhưng mà chưa thấy đẹp trời. Ủa nãy giờ em có lên cái đầm vàng đi tìm không? Đầm đó 90kg đó chị. Đầm này 90kg nè. Chị ơi, đầm này bữa em có mặc ra lúc mà em chụp hình mẫu á chị. Cái đầm này khi mấy chị mặc lên cái dáng nó đẹp lắm. Tin em đi, rất là đẹp chị. Nghĩ sau 208 sale còn có 150 rồi chị à. Còn có 150.000 à nha. Ngọc Giang thành phố đúng không? Rồi bây giờ sẽ sale cho mấy chị một cái mã. Để em kiếm từ bữa nay sale cho mấy chị cái mã gì. Em muốn công sở váy chân công sở thì chị gửi cho chị Mai. Dùm có 72kg không? Dạ hết rồi chị. Em có cái dùm này dưới 80kg bán mấy chị 100.000 màu cam đất. Chị nào chốt cái dùm màu cam đất chốt cho em đi. Chân váy công sở 70kg của Song Anh đó hả? Để suy nghĩ được Song Anh. Bây giờ em sẽ xuống một cái mã sale cho mấy chị. Là mã xanh. Cái mã này thì em còn hơi bị nhiều. Cho nên em sửa sẽ sale mạnh cho mấy chị luôn nha. Dùm đen 70kg hết rồi chị Nguyễn Huy. Thì bây giờ em sẽ sale mạnh cái mã này cho mấy chị. 240 sale cho mấy chị còn 170.000 nha. Đây 170.000 cho nên người mua tay dùm cho em sale mạnh. Tại vì đi hàng để chiều nay hàng về.
Bây giờ mà em nói thiệt với mấy chị, nếu bán tình trạng này thật sự là em lỗ. Em lỗ nhưng mà em lỗ ít, không lỗ nhiều. Em nói thiệt đó, em nói thiệt lòng. Nhưng mà nếu mà em cho ngừng ngừng em cho ngừng sản xuất đó thì 10 công nhân của em chết, 10 cái cô mà thường may đồ cho em, mấy cái cô này nội trợ đó, thì 10 cô này chết. Cho nên là buộc lòng bây giờ em vẫn phải, có nghĩa là em vẫn phải cầm cự. Mấy chị ưng thì vô chơi với em, mấy chị ưng thì mấy chị đặt đồ, nhưng mà đặt đồ hãy có trách nhiệm giùm em nha mấy chị. Đó là em năn nỉ mấy chị luôn á, thiệt sự quỳ lạy gian xin luôn á. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. 240 sale còn 170. Nhưng mà vải đẹp lắm. Vải rất là đẹp. Đúng rồi, tình hình chung thì mình cũng biết vậy, nhưng mà bây giờ kêu cho ngừng may thì 10 công nhân của chị, 10 cái cô mà may đồ của chị chết. Nhưng mà chị không muốn như vậy ái. Cho nên là chị ăn 10 chị buộc lòng chị phải nhả 3 nhả 4. Đó là nói thật luôn. Thật sự á. Nhưng mà bộ này thì em nói thiệt với mấy chị là vải tuyệt vời lắm. Vải rất là tuyệt vời. Rồi sale nhẹ cho mấy chị. Không phải sale nhẹ đâu, sale lòi bản họng rồi đó. Bộ này có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Rồi, chị nào chốt bộ này chốt lên giùm em tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80. Rồi, Bích Thủy một bộ 170 ngàn của Bích Thủy. Bỏ giùm em được không anh? Rồi chốt bộ lên đi mấy chị ơi. Nào. Đậu xanh. Lẹ đi em lấy cái bao áo vàng rồi em tặng cho mấy chị luôn nè. Rồi đúng rồi anh yêu ơi. Đúng rồi anh yêu ơi. Bây giờ trẻ mặt bằng là cũng đúng không ấy. Bây giờ giờ người ta không có tiền, người ta để nhây lì ra sao được. Không thể nào người ta nhây lì được. Tại người ta đó người ta gọi là sống có trách nhiệm á. Chu ca nhiêu ký lên lại bộ xanh này, lên dáng đẹp cực kỳ. Mới mặc hôm qua xong, bộ này lên dáng đẹp lắm chị. Thiệt sự luôn, cái vải đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ phải vậy thôi chị. Chiều nay đồ về nữa em chết luôn á. Thật sự em chết luôn á. Chu ca 1m7. Rồi nè mấy chị ơi. Tích thủy một bộ chờ chút nha thủy. Rồi chu ca một bộ size L. Chua ca. Bộ này vải đẹp lắm chị Song Anh. Bộ này vải rất là đẹp. Mất mẹ XL không mà trời. Bà nội ơi. Rồi chua ca một bộ 170. Chua ca một bộ 170 nè. Mi tra khuôn lung Ủa ra là đồ đồ đồ. Chua ca. Chú ca sao pin bóc giùm chị Yên đi chú ca đâu mất hộ. Mi tra để chụp hình lại nè. Cho trên like. Nguyễn Ngọc Thùy Trang inbox cho chị Yên địa chỉ kèm số điện thoại nha. Phạm Thu một bộ nè. Phạm Thu không có dấu một bộ 170 ngàn. Hoàng Hồng một bộ hay. Bông xanh, bông trắng. Nè, bích heo nè. Bích heo 170 ngàn. Rồi ai? Hoàng hồng có dấu 170 ngàn. Hoàng hồng có dấu 170 ngàn. Nguyễn Ngọc Thùy Trang có dấu. Nguyễn Ngọc Thùy Trang có dấu Facebook ý, inbox địa chỉ số điện thoại Trang ơi. Inbox cho địa chỉ số điện thoại cùng cưng ơi. Yến Nhi một bộ xanh 73 kg. Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Thùy Trang cá dấu Facebook ý Yên. Rồi Yến Nhi một bộ 73 kg. Yến Nhi ơi inbox cho chị Yên địa chỉ kèm số điện thoại. Yến Nhi ơi, Yến Nhi không dấu. Phình bày. Rau rau ai chốt gì nữa không mấy chị? Chốt lẹ chốt mau là chị Tâm Trương nói gì ạ? Chị Tâm Trương 2 Thanh Vui có màu xanh khác không? Em nếu mà em đưa cái màu xanh khác ra thì nó sẽ có màu xanh khác nha chị. Còn khi mà em đang đưa cái màu này lên nó chỉ có một màu. Còn nếu mà nó có hai màu thì em sẽ la làng la sớm lên chị. Một bộ xanh 78 kg của Nguyễn Thiên Trang có dấu nè. Gắn cái ra đây ra gì vậy? Thay đổi lại rồi mà gì mà la dữ vậy ông? Có bình thường la gì? Nguyễn Thiên Trang có dấu nè. Ủa, cái cho lên giùm. Nguyễn Thiên Trang. À Nguyễn Thiên Trang khác. Cái gì ông nậu? Coi mấy cái bộ gì mà em kêu xin địa chỉ số điện thoại anh để ý giùm em một cái nha.
Chị Thi tròn một bộ 80kg inbox cho em, địa chỉ số điện thoại 170 nè. Võ Thấm lấy thấy một bộ 70kg của Võ Thấm nè. Nè mấy lùng Võ Thấm có dấu nè con. Võ Thấm có dấu. Chị Sắc Ngọc một bộ nè, Sắc Ngọc có dấu. Còn cái chị nào mà em cho kêu cho địa chỉ số điện thoại làm ơn cho nha. Cho anh Phước anh kiểm tra lại, không có một phút là em sẽ bill á. Bộ cam đất nào, cái dung cam đất có 70kg rồi chị Mai Quách vừa không? Chị Tú Anh nè, chị Tú Anh ngay sau lưng bé lùng này nè, ngay tường này cũng chị Tú Anh mình vô đây nè. Nè Tú Anh 170 ngàn, Tú Anh Bình Dương nè. Cam đất 101kg lột. Nguyễn Thị Ngọc Trang, Tú Anh, Mai Quách, cái dung 100 ngàn đó mà size dưới 70kg chị vừa không? Rồi Nguyễn Ngọc Thị Trang có rồi nè. Vĩnh Long. Thu Huyền cứ dính vô, Thu Huyền cứ dính vô tới từ Nguyễn nè, bên Facebook Ý Yên á. Thu Huyền cứ dính vô tới từ Nguyễn. Ừ đụng vô. Thu Huyền hả? Thu Huyền Y N Yên. Cách ra Nguyễn. Mấy bữa cũng mua bên fanpage ngoài á. Ngọc Giang một set xanh 80kg, không thấy luôn á Kỳ Anh. Ngọc Giang một set xanh 80kg. Còn ai nữa mấy chị? À, không vừa đừng lấy ấy ơi. Không vừa đừng lấy nha. Đài Loan là chị phải nhờ bà con bên này nè chị. Đó. Dạ không ship Đài Loan được chị. Bây giờ chị có ship em qua Đài Loan là được. Chị có nuôi em không? Ship mẹ em qua bển đi chị. Ok thì quất mẹ đi chị ơi. Em cũng rồng rụng rốn à. Nè sắp lên cái chỗ trống cho bé lùng à. Sắp lên chỗ trống. Mấy giờ rồi? Nè, em coi món gì à. Nè sắp lên. Quăng nó sắp lên, sắp đàng hoàng lên. Sắp hết chứ trong này đồ nhiều quá chắc chết luôn. Tôi nói thiệt á, mấy chị nó nói thì cũng phải tin chứ. Tưởng hàng vàng này mà tôi thấy số tiền mà nợ lên cái là tôi muốn rụt rúng luôn. Ừ mệt á, làm biếng mệt á. Rồi em chào bên không phải, em không biết chỗ nào ship qua tới Đài Loan. Ủa Chu Ca đang ở đâu? Ở bển thiệt á hả? Ở bển thiệt á hả chị? Hâm mộ ghê, ở bển mà cũng ủng hộ tôi dài nè kìa. Chị đi chưa? Chưa đi mà, đúng không? Chị còn ở Việt Nam nè. Ấy ô. Ừ, chị cũng có khách Campuchia, khách Đài Loan, khách Thái nhiều lắm á gái. Chịu hết á, người ta chịu hết trơn á. Có cái chị bên Úc nữa kìa. Chị bên Úc mà cái chị hồi bữa cho về cho mười mấy triệu tiền từ thiện á. Bả cũng, mỗi lần bả ship mà mình thấy tiền ship của bả mình thương luôn á. Nhưng mà mình đâu có làm gì được đâu. Chị đó chị thích quá mà giờ mình đâu có thể nào cấm cản chị mua đồ được. Cho nên là con có nhiêu mình trao nhiêu thôi. Ai mua mình bán ráo á. Còn cái nào mình biết đường mình phụ, mình biết đường á thì mình ship. Còn mình không biết đường thì mình cũng nói với khách cho khách lựa đường mà pin luôn. Chứ mình cũng đâu có biết làm sao đâu mấy chị. Thiệt á. Nhiều lúc thấy khách chịu ship mình đứt ruột luôn. Nhưng mà mấy chị ghiền quá giờ sao giờ. Ghiền thì đâu có thể làm, đâu có thể mà làm đứt cái con cắt nướng của mấy chị đó được. Cho nên thì em nói rồi, em ơi có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu ạ.
Để em kiếm gì bán cho mấy chị à. Nó tè le hết giờ cũng biết bán sao luôn á. Để em chắc em đi mua thêm cái Samsung á, cho cái Apple đợt này sao like nó không đẹp vậy chứ. Thiệt luôn. Bây giờ em có một cái đầm này size dưới 85kg nè. Dạ 250. Ồ lộn, không phải cái đầm. Khỏi bán luôn. Khỏi bán cái set này luôn em. Tối nay em sẽ sale cái này cho mấy chị. Tối nay em sẽ sale nè, em còn bao nhiêu cái áo này dưới 85kg nè. Em còn mấy cái nè mấy chị ơi. Thâu trâu nốt luôn đi nha. 120.000 giờ bán 80.000 đi. Còn mấy cái là quăng lên quăng tó quăng lui hư nát mị áo hết. 80.000 cái dưới 85kg. Trời ơi, chị nào 60-85kg chốt giùm em áo này với vải co giãn đã lắm. Áo Levi's nè. Rồi comment giùm em áo Levi's trắng. Nè chị ơi, em có mấy cái áo trắng này em mặc không hề mập. Nói thiệt luôn, mặc không mập luôn. Cho tôi coi đầm đi má. Cái bi như chị. Không, cái bi để chị mặc khỏi bán em. Biết không, nó bị lủng rồi. Cho nên nó mới thả về. Nè, hàng lỗi khách trả về nè em. Đó không là chị bán rồi. Nhưng mà nếu cái đó lành chị cũng không có sale. Tại cái đó đẹp lắm. Rồi, chốt lên giùm em. Áo 80. Bé dâu cái 80 nè. Bé dâu cái 80. Còn ai nữa không mấy chị? Bé dâu cái 80 nè. Phạm Thắm cái 80 nè. Bỏ bịch bóng gương giùm em. Phạm Thắm cái 80 nè. Rồi ai nữa mấy chị ơi? Phạm Thắm 80. Phạm Trần. Phạm Trần 80. Chua Ca 80. Chua Ca 80. Áo này mặc nè, áo này mặc y chang vải em đang mặc nè. Nè, Chua Ca 80, bỏ bịch bóng gương Chua Ca 80. Nhắn được là nhận được địa chỉ chưa? Chị Yến Nhi mày comment inbox vô là em nhận được rồi ha. Cho coi quần gì chị. 80 của anh Nguyễn Kiên Giang. Anh Nguyễn Kiên Giang không phải anh Nguyễn Cà Mau nha. 80 của anh Nguyễn Kiên Giang. Đầu tư cái Samsung X20 đi yêu. Chồng tôi ổng xài màu bao đẹp luôn. Cái đó giá nhiêu mấy triệu vậy? Áo trắng của Thúy Phan. Em còn một màu lông chuột nè. Chị nào lấy một cặp thì báo em một cặp nha. Bé dâu lấy thêm cặp không? Thúy Phan inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Thúy Phan. Chút nữa mày nhắn cho tao cái hàng đó. Sao Oppo nó chụp đợt này? Sao tao thấy tao mua tổng cộng là 3 cái Oppo sau này mà tao vẫn còn đang like cái Oppo cũ. Mà tại Oppo cũ đang like mấy bên này, còn mấy bên này like phân mây mây màu chán quá chán. Màu thực sự là hai bên khác nhau một trời với một vực luôn. Đó. Hai áo hai màu của Na Nguyễn. Na Nguyễn inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha Na Nguyễn ơi. 80-160 nè. Nè Nguyễn. Nè cho anh Nguyễn Kiên Giang thêm cái 80 nữa anh. Anh Nguyễn Kiên Giang trước mặt anh á, anh Nguyễn Kiên Giang. Dưới 82-83-84 kg vừa. Phương Thảo nào đây? Phương Thảo em một cặp, không biết Phương Thảo nào luôn. Rồi một cặp này là cuối cùng của Phương Thảo là hết rồi nè. Rồi một cặp cuối cùng của Phương Thảo, không biết Phương Thảo nào đây. Xếp áo nâu lại hết rồi mấy chị. Tối nay em sẽ lên cái bộ này em sale cho mấy chị nè. Tối nay mấy chị phải canh like coi nha. Em sale bộ ở nhà này luôn tối nay. Còn giờ không sale mấy chị. Tối nay em sẽ sale cái bộ này mặc ở nhà cực kỳ mát. Và tối nay sẽ sale. Nè, tối nay sẽ sale bộ này. Tất cả những mẫu này, mẫu con công, con cu, con quẹ, con cò, con cuốc, eo vì, chờ neo gì tôi quất hết. Vũ Duyên vừa nhưng mà hết rồi. Hết rồi chị Thúy ơi, hết sạch sẽ luôn. Tối nay em sẽ sale cái bung cái bao này. Tối nay em bung cái bao này nha, mấy đẹp ơi. Mấy đẹp này, mấy tình yêu ơi. Quê em hai mùa. Còn một cái đầm bi. Còn một cái đầm bi size dưới 85kg. Đẹp không mấy chị mặc ở nhà. Rau đầm này là 180.000. Sale còn 90 đầm bi. Comment nha em đầm bi. Hết áo lông chuột rồi. Hết áo nha. Phương Thảo quận 8 anh ơi, nốt Phương Thảo quận 8. Rồi xin cái địa chỉ số điện thoại của Na Nguyễn nha. Na Nguyễn cái Thúy Phan. Chị Thúy Phan với chị Na Nguyễn inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha chị nha.
Xeo sọt đi nhưng giờ phải tấu đi mẹ. Giờ nhà tôi không có đường đi bà Ren ơi, thiệt luôn á. Còn mấy bà muốn xeo cỡ nào tấu này tôi trao cho bung nóc đỉ hết luôn, tôi nói thiệt. Đầm bi của Nguyễn Ngọc Thùy Trang, đầm bi này mặc sướng đó. Đầm bi của Nguyễn Ngọc Thùy Trang nãy có cái bill Facebook ý riêng á, 90.000. Cảm ơn cho anh Nguyễn nha. Má em 90.000. Để móc móc có thử ạ. Rồi, giờ xem mấy cái áo rin nữa là mình nghỉ nè nha. Bây giờ xem mấy cái áo rin nữa là mình nghỉ nè. Coi giùm tôi một cái đi mấy chị. Chị nào dưới 90kg là bao đẹp hết ha. Áo rin. Rồi, sale luôn đi nha. Mấy chị ơi, sale luôn. Mấy chị ơi, dưới 90kg bao đẹp hết ha. Rồi, sale áo rin nha mấy chị. Nó rất là dễ thương và nó không cồng kềnh nha mấy chị nha. Đó. Chị Thúy ơi, sao chị Thúy không inbox cho em chị Thúy? Thúy Phan ơi, sao chị không inbox cho em số điện thoại và địa chỉ, inbox cho em đi chị. Vừa chị Vũ Duyên tối mình gặp nhau. Áo rin này size từ 70 tới 90kg. Vừa áo rin này 250, sale cho mấy chị còn 180.000 ngày hôm nay. Còn được có 3-4 cái thôi. Nhưng mà chị nào 75kg đi cho nó đẹp ha. Thôi bỏ đi Thủy ơi. Thôi đụng mẹ, thôi bỏ giùm tao cái đi Thủy. Bỏ ngay ý định đó, ngay và liền giùm tao một cái đi. Nè cái mẫu này nó còn đẹp hơn nữa nè. Rồi Ngô Phương một cái, chị Phạm Thu một cái 108, Phạm Thu thành, chị Phạm Thu thành phố, chị Phạm Thu một cái. Rồi ai nữa mấy chị ơi, ai nữa? Còn mấy cái quất mè hết đi mấy chị. Quất đi nè mấy chị ơi. Nó nhiều mẫu lắm nha, nó nhiều kiểu dễ thương lắm ha. Nè Trâm Lê nè. Trâm Lê một áo 108. Quất hết đi mấy chị. Em ơi có bao nhiêu đồ mà có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Ai áo rin 70kg lấy mẫu sau nhé. Nè cho mẫu chữ nè Hồng Võ. Rồi Hồng Võ 180.000 của Hồng Võ con ơi. Áo rin trời này dục ra quên mẹ của ai luôn. À là cái nào chị, là cái nào? Trâm Lê có chưa? Là chị inbox cho em đi chị, mấy bay giá tốt em giải quyết cho. Rồi Nguyễn Thiên Trang áo rin 80kg của Nguyễn Thiên Trang. Nguyễn Thiên Trang áo rin 80kg nè. Chị Hân Lê ơi, nè chị. Chị Hân Lê chốt hai cái đi chị. Nghe ý yên chốt hai cái đi, còn có hai cái này thôi chị. Rồi chị Hân Lê hai cái 180, 360, hai cái hai mẫu hết rồi chị. Hân Lê hai cái hai mẫu. Rồi còn một cái cuối cùng của Then Lê nữa là hết nha. Hân Lê hai cái đi anh uổng. Đẹp lắm chị, 180 nào, 250 sale còn 180. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Hết rồi chị Trúc Phương ơi. Rồi cái này của chị Then Lê nè, bữa giờ chị Then Lê không coi like được là coi như em mất một khúc luôn. Chết mẹ luôn á chị à. Chị làm ơn làm phước, chị bắt cái wifi vô giùm em cái đi. Nha. Làm ơn làm phước bắt mẹ giùm cái wifi vô giùm chút đi. Rồi đây là một cái đầm đi ăn tiệc nè. Nè tôi bán cho bung nóc cho mấy chị luôn nè nha. Đầm đi ăn tiệc dưới 72kg. Ồ dưới 75, dưới 72, 73kg đẹp lắm. Áo khoác hết rồi Trúc Phương. Rồi chốt với chị đâu. Đang bán nè. Đang bán đất kiếm tiền mua đồ nữa. Vì đang bán đất kiếm tiền, kiếm đồ bán nữa đi. Đang bán đất hả? Bán đất gì chị? Bán ế tí mẹ luôn. Nãy chưa bán được gì luôn á. Cái đầm này dưới 72, 73kg nè. Tôi sale cho mấy chị một cái giá giật mồng luôn. 350 sale còn 150. 350 sale còn 150 đầm tím. Áo rin hết rồi mấy chị. Em là Yến Nguyễn á chị. Ai thì cho địa chỉ số điện thoại đi. Hai đồ này bị lỗi hết rồi mấy chị à. Chút nữa vớ cái cục đó ra. Rồi bán luôn áo này 50.000 dưới 80kg. Comment giùm em áo sọc đen. Áo sọc đen nha. Áo rin. Anh Nguyễn đầm 150.000. Anh Nguyễn Kiên Giang. Hello chị Vân Thanh. Anh Nguyễn Kiên Giang đầm 150.000. Và con đang ngồi đang móc luôn. Con bán cho mấy má nè mấy má à. Ê đừng có đúng giùm tôi một cái đi mấy má ơi. Ừ bán chính quy mà coi như là bán quăng rẹt rẹt như bán sale tôi cũng mừng. Áo này 50.000 cái dưới 80kg nè. Đó bà nào hốt hốt với còn 4 cái. Còn 4 cái nha mấy chị nha. Còn 5 cái tôi khổ tâm lắm mấy chị.
đồ má tôi làm cái quần què gì đúng cũng thành sai mà sai cũng thành đúng. Dạ vừa vậy em vừa mà đầm tím khắp nấy rồi chua cam. Đồ má tôi không biết tôi sống cái quần què gì mà đồ má thiệt, bà con dòng họ nó nói thứ quỷ thứ yêu thứ ma nó cũng đi đâm chọt, làm cái gì cũng không vừa lòng. Để em nói mấy chị nghe, khi mà vợ chồng em tới lúc 9 giờ mấy là đã phát rồi, có nghĩa là người ta nghe bà phường thông báo là người ta đã nôn nao, người ta ra người ta chờ rồi, cho nên là phát từ sớm. Mà tới lúc đó thì ổ bắt đầu 9 giờ rưỡi nó cao điểm, nó bắt đầu nó trào hết vô vậy đó. Mà em sợ, em cũng sợ lây nhiễm cho mấy chị, em cũng rất là sợ. Mà bây giờ nó đăng lên nó kêu đụ mẹ câu like, đăng hình câu like, là ca like cái mã mẹ nó cho câu, câu cái thằng cha nó lấy cái móc câu, câu cái mỏ thằng cha nó vô cho câu. Cái loại gì đúng là cái loại mà tao nói sống thủ đoạn, cho nên nó nghĩ mình cũng thủ đoạn giống nó vậy đó. Đầm tím khách lấy nãy giờ lâu lắc rồi chị chua ca đâu, áo xanh áo xanh. À, chị Thúy Phan rồi. Chị Thúy Phan nè, một phút nữa em xả bill chị Thúy Phan Phú Yên nha, một phút nữa. Rồi áo nè 49, bà Yên Tăng bà xạo rồi, bà Yên Tăng 50 ngàn nè. Hồng Võ 50 ngàn nè. Mấy em chút nữa là mày phải đi dở cơm cho tao rồi Thủy à, tao nói thiệt á. Rồi 50 ngàn còn ai nữa không mấy chị? Không bán rồi đúng không? Nay bán mai nghỉ mà mua kiểu giày thiệt rầu thiệt chứ. Rầu thấy con đĩ mẹ rồi. Bây giờ mấy chị này mấy chị nói gì? Sale đúng không? Tấu này vô tôi tặng nguyên ba áo thun vàng. Áo 50 ngàn của Thu Huyền Nguyễn nè. Tụi má tôi bán cái, tụi má tôi kêu tôi sale tiếp món ông chồng tôi cũng liếc tôi muốn lòi bản hồng á trời. Làm giống như không muốn bán là sao á trời thiệt. Để em coi thử, chị Hân Lê nói còn cái bill ở nhà chị Hân, không nhà mình. Còn mới đó, mới ghi nè. Còn mới ghi bỏ vô rồi chị nào. Mai gửi. Em ơi có bao nhiêu 60 năm của cái đời. Gì nữa không mấy chị? Thâu tấu mình gặp nhau đi chị. Mà ông liếc cái em muốn rụng trứng luôn á chị. Liếc cái em muốn rụng nấn luôn. 8 giờ rưỡi mình gặp nhau đây. Tối nay em sẽ sell một cái set bộ. Mấy chị biết rồi, một khi em sell là từ lòi bản hồng. Tấu lòi bản hồng thiệt. Rồi tối nay gặp nhau đi. Còn mẹ nào mà bơm hàng mà sợ nhiễm virus corona là làm ơn đừng đặt hàng từ giờ. Cái đủ má mà bill hàng bơm gì là nhiều lắm luôn á. Đủ má tôi không bao giờ tôi bán. Còn khi mà bán là phải phụ ship tôi, phải chuyển khoản hết tôi mới bán. Nha mấy chị nha. Trời ơi mới vô tối gặp nhau chị Sandy. Sandy ơi tối mình gặp nhau nha. Tối gặp nhau đi mấy chị nha. 8 giờ rưỡi. Mấy chị đừng có níu kéo em nha, em đi á để cho em đi thanh thản đi nè.